Những yêu thương giờ này bóng xa, má cam cứ bị bất mất nét mà mờ khó chịu ấy nhở. Những yêu thương giờ này nắng gió một nơi ô ấu, thời gian qua đi một đời nhiều lần suy nghĩ, Chị Google bắt đầu đọc bình luận. đời ngọt ngào thì đôi khi. Hello Vũ nhá, tôi xin slot phá game đâu có online đâu, Vũ vui vẻ, tôi xin slot phá game. không thấy Mồm thằng Vũ đâu? online. Chị Google bắt đầu đọc bình Thằng nào xem tắt đi. Ơ luận. Mồm. tôi nói con người phải con bật đéo đâu, tôi nói thế là phải hiểu rồi, nhắc từ nãy rồi. Hello Hiếu Híp, hello Chí Thắng, hello Văn Trinh, hello vui vẻ, hello Huy Lâm, chơi không mời á. Thái Ngo Quốc, mồm đâu đạp mái. Hello Thái nhá, hát ra quá thôi. Thôi, em sợ chim mưa chăm chỉ. Hello anh Hoàng Nghĩa. Hello Dũng, đâu có thấy thằng nào online đâu. Đây Huy này, mời này, mời này. Bao Thái Ngo sông Quốc, thiên nơi bị hỏng loa đạp mái. má đắc như thế rồi mà đắc đi không nghe. Thời gian qua đi muốn bên nhau đừng suy nghĩ, đời ngọt ngào thì đôi khi. Ôi này mệt thế anh em nhỉ, nay tôi dùng nắng mệt quá nhỉ, dùng nắng mệt lai thì sửa đâu cũng bật nhé. Ok sau nào anh nào cái tóc phát ra mái dài quá nhỉ, Thái Ngo Quốc, bố đeo nghe đấy. tóc dài quá chứ làm cam cứ bị bất nét khó chịu nhở. Ngồi. Những Hoa yêu không luôn. thương giờ này Không mẹ nữa. có ma ca Nào bị dè đây. biết thế nào Chịu. dè đâu, nghe cũng biết em ok mà. Hello cả nhà, một chút cả nhà tối khỏe mọi người ơi. Thời gian qua đi muốn bên nhau suy nghĩ, đời ngọt ngào thì đôi khi. Nghe chưa? Nãy nó bị Hiểu. lỗi mic tí là con làm gì mà Đáp đáp đi, đáp đi. căng. Mệt quá, hôm nay mệt quá. Cuối mùa. Hình như là ngày mai sẽ giành đúng không mọi người? 26 đúng không? Này đi Mày. tôm đi ra này. Tao Tao đi đi nát rừng. rồi. Mày đi tôm đi, tao đi rừng nhỏ. Hello chị Liễu Khích bạc nha. khá nhiều. Hello Công Đức. Nguyên Công Đức, học. Học gì? Ờ sắp thi rồi đúng không? Em sắp thi đúng không? Mệt quá này, mẹ hôm nay được buổi đi làm đuối quá anh em. Mẹ thằng nào bảo tao vào game ấy. Không chơi được gì cút. Nắng gió một nơi không chửi đầu like nhá. Nhắc bao lần rồi đó. Zip à? Hello Đang Dũng rồi. nhá. Dùm. Lương Liễu, Hello chị. Dùm ra. Cho rồi, cho nó vai. Đánh Mai thì người văn trong môn thi game toàn một tiếng Anh mùa á. Ừ, tuần này thi đúng không? Tuần đánh này đang người thi mà. Thi chắc trói là vào buổi ở đến sau mắt đúng không? một Hôm nay là mù. 24 tháng 4 đúng không? Thi tầm Nguyên khoảng Công tầm Đức, có đi. xỉn luôn. Thi Nhưng mà tầm khoảng bây 10 giờ tháng là là thi không. xong rồi. Sang tháng là nghỉ hè Tôi rồi. hỏi Tầm nhầm này sao? sang tháng là sắp nghỉ hè đó. Vậy anh cứ Không nhầm đầu đếm tháng được 6 này không? mình nghỉ hè. Tầm này sang tháng là sắp Chủ yếu nghỉ là rồi. nửa đêm tối ấy, mình đấu vào ấy, thì mình 10 thôi, mình bật đi, bật đến seconds ý remaining. Tè mà mạnh thế nhở? Không đi kiểu. Chết mẹ rồi, ra lỗi anh ơi, ra lỗi. Nguyễn Tấn Dũng nghỉ 304 xong Quá thi đi nhá, luôn sáu ạ. mùa. Đó không? Ủa thì Dũng thi muộn đấy. Hello Mẫn nhá, hello cả nhà, hello mọi người. Thế là anh em thi muộn đấy, chúng tôi còn thi rồi. Chúng tôi còn thi, bây giờ thi rồi. Thi đến cuối tháng 4 rồi còn thi xong. Nắng gió buồn đời. Huy Đau nhỉ. sợ ma, chơi game biết mời không? Chúng tôi mời Huy vào đúng không?
Có nguy thế trời, má. Ê, ra có quả tốt à? Đẹp không? Trời Quả ơi, nó anh em thấy to tốt tốt đắt chưa? Anh em thấy tí đâu? mà Má uy tín tôi liền. cũng Tóc rộng quá anh em, mái thật nếu nước mà kìa. cục xanh Mới lên. xanh có Tôi để tóc dài nhìn tôi ngứa mắt đấy. Đấy là mình ngắn ngắn này đẹp. Giang lần lần sau vào live nhớ thả tim nhà đéo thực thả ha nha bạn chặn Đang vừa đi làm về nước qua thả cái ha xong yên cơm chứ. Hello Bình Minh chào nhá. mừng đến với Bình Nguyên vô tận. Mẹ mẹ Nguyên mù Công Đức bắp bần. sao ấy Này mệt quá không biết gánh tem được không rồi anh em ạ. mình Này đuối mù quá rồi. Này lâu lâu rồi cũng buổi đi làm nắng vãi nhỉ. tôi dư Nắng nó sao oi được thế bảo mẹ tôi luôn. Hello anh Hải Tuấn View nhá. tôi dư Nay nó không phải nắng nhưng mà nay trời thì tiết chưa oi á. Khó chịu. Tôi Bảo chào nấm từ đây, mẹ vô livestream còn không thả tim đi hai thằng kia. Hello Trang xinh gái, một hello không em. biết sao ấy tôi đéo gì đâu Má nay đi làm thường bay thời tiết miền Bắc cũng cứ oi mà khó chịu được, nó nắng chả phải nắng mà nó mưa chả phải mưa. Nó kiểu gì á? tôi bay bay đấy bay 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 một chút rồi Tôi chơi tôi tháo điện thoại chơi đích quen anh em ạ. Thế phải tìm ô điện thoại cắm vào. Nó rách nhưng mà quá sao rồi lại biết dùng được nó rằng không luôn quen. Nguyên Công Đức, miền Nam giờ như cái lò lửa. Miền Nam, luôn đi ở trong không miền bình Nam chỉ thường có hai mùa ở trung miền Nam chỉ có một mùa là mùa hè thôi chứ. miền Nam á hai mùa mùa nắng và mùa mưa À, để tôi bỏ mùa. đấy Thôi được không? Thái lên cơ. bỏ gì lên đây bỏ cái gì Trần Thưa Trang, này chỗ em vừa mưa xong thì oi. Chỗ anh oi quá chàng luôn, chỗ anh không mưa á. Thời tiết oi oi nó khó chịu cực luôn á. Tôi đi sắp tèo Huy nhá, xong rồi Huy ơi. Tôi có xong rồi. Huy Lâm, ngồi chờ mòn cái lòn không thấy nó mời chơi game. À đi bê tí mà thấy khổ quá. Mệt quá nay đi làm mệt quá nó oi em ạ. Nay không gáy được nha anh em, nay không gáy được nha. Nay chơi game nghiêm túc Nhưng nha. mà Nói không với gáy bẩn nha anh em. Nay em đang là một người chơi hát. Nói không với gáy bẩn. tôi đi trong bụi nhớ Đừng chứ sợ bay nhá. trong bụi nhớ Thủ cao lên. Đau phết chứ đùa đâu. Huy Lâm, tao thả cái lòn vô mặt. Đánh đi, tao có một xe đánh đi Phải rồi đánh đó. Double kill. Danh này như danh đồng nhỉ? Danh năm năm mươi mấy sao mà chơi như danh đồng á? Mình làm mấy sao gì sao chỉ danh đồng đâu. Thôi nhá. Tất cả những thằng mà mời mà vô tình kia vô game cứ tình phá sao tôi không mời được cái vô kênh chủ nhá. Nó nghiêm túc ạ. Đừng vô kênh chủ nữa thật đấy. Má mời vô game mà chơi nghiêm túc thì thôi. Tôi vừa tập nhau mất tập tôi thấy blue rồi Tôi nói nghiêm túc đó, tôi bảo là tôi đã mời rồi mời đó. Thanh Tùng, nằm mấy sao Giang cái nó ngồi nói LMMM. câu ông Hello tôi bật lồn nhá, hello anh. Cái mặt An ally has been defeated. An enemy has been Nắng defeated. Gió một nơi. Double kill. Siêu quá đi. Chắc bố chiều. Làm thì cái công đó mọi người ơi. Giang Dương, có trò chơi chung hông để tớ đi ngủ. Nay đang mệt nha, chỗ nào không chú ý đó, tập chú ý đó. Ngay chỗ này, ngay cái chỗ kia có và chảy ra cái ngó ngó xem có. Má này đã mời được mấy thằng vua cứ dỡn 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 mệt đó. Chửi đó. Nào, nào, nào. Nào. Thủ cao lên. Ôi lâm nhiều cái này hóa tao ý. Send in the ballista has been cheated. Tao mẹ câu. Nó nghe. Thằng đi tiếp đứng cho bụi tao tốt. Mercy is overrated.
Tôi đang này cũng súng pick không này, súng tốt này, à súng tốt này. Đây, súng đâu đây, ra đây, súng đâu ra. Our Slayer Lane Tower is under attack. Ở trên ulti thấy không? Ở trên ulti. Nó chim đúng không? Ok, có. Đang chim, đang chim, chim, chim. Đúng vậy rồi. Mẹ xong. Xếp chưa ké, nó xong rồi. Chắc luôn, chắc luôn. Tao ulti thấy không? Mày ulti không? Ra này, ra này, ra này. Mày tao cũng kia, mày ulti không? Có. Có này mày. Có này, giúp ra nào, xuống đây. Ôi ôi. Không quay đâu, không quay đâu, chú đấy chú được, không có gì đó này à. Tao gửi xuống rồi. Ngon rồi, tao về lên ngay đi. Thế nó túi nhá em. Ôi chị hồ không đập à. Vậy thì đuôi, lấy sai đi, lấy nghe có lính một tí. Thế đó. Thấy tầm này, tầm này. Dọc được nhé, mọi người bên dọc này. Rớt top 4 hai bên à. Anh bây giờ mới được top nắp này. Hôm nay mới cũng nắp á. Con nắp này mà nó cầy nhiều điểm vãi. Anh 5k mấy, 5k 5 điểm mới bắt đầu được tốt. 5k điểm là được tốt. Hay quá là này. Mày về đi Thái, yếu rồi mày đi. Lê Tấn, chào ông thầy nho. Hello Tấn nhá, hello em. Ô thì mà không chết nha. Tấn là Tấn Lê, hiểu không? Có mua được đóng về rồi. Muốn tấn nhiều hết luôn lên đạt hết luôn mọi người. Xong rồi, chết rồi. Chết nào được, có đây rồi. Bụi á, bụi trên đó thấy không? Chẳng có. Không có. Trần Thị Thanh Tu, chủ ẻo rang thua. Em tù đi, anh ngồi. Chưa được rồi, em tù đi, thầy đây rồi. Quay lại không? Chuẩn được bố phát quay lại này. Quay lại. Rồi, ngon rồi. Đang không cua đây. Về được rồi nhá. Hello, chủ. Nhà Vương xin một comment trên mọi người. Anh em phải thả tin Google Mail comment đi nha. Mời không thả Google không có đọc đâu. Từ tờ like. Dạ, tao xin màu xanh đâu. Tao đâu có màu xanh đâu. Có bớt à? Có màu xanh nó kích nhau vinh. Trần Thư Trang, cheese thế nhờ. Cháy thế nhờ ạ, ôi khét lẹp luôn em. Chơi cháy này phải gáy bẩn nữa mới vui này. Nhưng đây mệt quá nhưng mà nếu gáy bẩn rồi. Không sợ ai nha. Mày quá. Ôi thằng này vũ đau ấy. Trần Thị Thanh Tu, Giang xấu dai. Xấu dai mà. Siêu xấu dai luôn. Fighting whatever. Anh ơi Thái ơi, được rồi. Thái bay quả được 9 luôn á. Hello Yến, hello cả nhà mình. Hoàng Yến, này bẩn quá không ti ti được mặt cười rớt nước. Không sao em mới bẩn đi làm mà. Nào phải vô gian lên chim. Your tower has been destroyed. Đi thì ngóm. Con rồng này bây giờ ăn con rồng này nó kiểu nó bị lỗ thay cái này. Nhỏ tí luôn. Rồng. Nào gì đấy. Đâu rồi, tập với chị. Được anh ơi, cảm ơn em nhiều. Hello nhà Nino ấy. Nhà Nino quên. Đọc nhanh quá thành nhà Nino. Đẹp mỗi cái giá ấy. Thủ tủ comment thở thôi nhá. Nay đang mệt cho tôi. Đang mệt được đấm đó.
Sở tiết này nó thất thường, mệt quá anh em. Mê ngủ không rồi. Không nghe cho bụi. Là không nghe. Đang đánh. Không được sao rồi. Thái chơi game bố anh mày điếc à. Lo cho thằng Thái quá không? Tí nữa anh bố đấm cho tiêu cho cái trọng tóc luôn. Ôi, thả cái game này xong đi học với Thái. Ôi mai lên báo sở chim Thái bị sở chim. Đất thú, từ đã đi pha cà phê uống thức, chưa đi câu giờ mới về mệt vãi. Thế luôn sở chim tiết tắt này đi câu nữa. Ui, thằng Thái vô phải uống chí luôn nhờ. Thế mà đéo đứa nào vào, nhìn cùng. Thằng Thái vô ulti quả trí thật. Legendary. Ôi sao rồi? Ủa nó cũng thủ luôn đi. Ủa anh chị quá mày ơi. Quá trụ là win rồi, win sớm quá. Thái đánh cái gì á? Thái chơi Vedet, Thái bay chơi Vedet bửa phát ulti cái này đẹp vãi chưởng. Hoàng Nhân, chào anh nha. Hello Nhân đẹp trai, hello em, hello bạn Phuy. Hello cả nhà mình, cả nhà vui em xin một team một comment đâu mọi người. Tấn công Caesar. Thôi làm lại đi anh em, cho tem bạn nó thở tí đi. Ôi, bị ấn nhầm. Thái chưa được. Chưa được. Bà đây, Thái đánh được mà, Thái xanh mà. Chống. Ủa, cái gì? Làm nó đẹp quá. Vinh nhân nhiều của Thái chưa có này. Thằng mùi đi đúng không? Thằng la tắt được mùi này. Ôi trời ơi. Thằng người không có đâu chào lắm. Lắm rồi của tăng đam này. Nhật Nguyễn, hello Giang Tật. Hello Nhật chứ. Thu ở biết lỗi ai luôn ạ. Lỗi chỉ lỗi binh thôi, không lỗi ai hết game này. Này mệt quá, không tố hài rồi cho anh em xem. Này tố hài mệt, không có nói được nhiều. Chúng em này chiến đông rồi. Cái gì? Đông đáp vào chiến. Có dông không ạ? Có dông không? Bây giờ làm quân công có hợp lý không? Kiện rồi. Lên đi Thái, lên vũ hồ. Đông. Thật nhá, thế đông nhá, thế đông thẳng đó. Thịt luôn. Gì á? Chơi luôn đi. Nguyễn Văn Trinh, nắp Bình Dương đẹp ghê. Tí chết kìa. Không đi không? Tốc biến tốc độ ánh sáng. Không có bù trên đâu. Tao nghĩ một cái bù trên này, đủ nó xong. Má vừa nó xong còn có bù trên, nó bù trên thật anh em ạ. Má mình gầy quá anh em ơi, mình gầy quá. Video ấy bắn lên gì bắn nhanh hết. Tốc đánh à? Tốc đánh như video. Tìm được Thái ơi. Ok kìa, em chút kìa. Tiếp đấy. Anh muốn ăn thì chắc đi anh á. Ăn thì chắc phải mồ mè danh thấp thôi, cho nên không ăn thôi, chứ không nghĩ chắc được anh này đâu. Cái danh thì chắc chết á. Mình gầy quá anh em, anh còn gãy cái này á. Okay, sao được. Hello Phú nhá, anh đang chơi với cả nhà. Ui. Má ơi nó bụt.
Nguyễn Văn Phú Quý, Choi Anh. Cái lúc Phú Quý nhở, game con này lên full dam chém mới đau em ạ. Lên Choi thay thành giáp hồi sinh. Còn lên Anh chém một phát đi luôn. Thằng ngu chết được ạ. Thằng ngu chết nhá. An ally has been defeated. Lộ nó tao đi tí chết rồi. À, sai không mất kìa. Player has appeared. Prepare for the final battle. Ủa. Daddy. Mình công gì sao? Khó quá, giờ game này anh em ạ. Chúng có 3 đi mọi người, đừng đi đẻ nữa. Nó có về nó ngủ rồi. Nó thả Lucy đó chứ. Mẹ nó nhanh vãi ra luôn kìa. Từ từ nha, nó vụt phát đi luôn á. Câu nó ra, câu ra, ra câu ra. Ừ kìa, nó yếu kìa. Nó về rồi. Không muốn được cái gì, chán không? Và nó chém một phát nữa là chết rồi. Huy Lâm top 1 nhắc mà không có skin vệ thần là sao phèn. Vô đi cà đây không? Bắn đi. The enemy infinite slayer. Ừ, nhá, về nhá, thiếu người nhá. Thiếu người nhá, cuốn rồi anh em. Tại thì chưa có một người thật như thế. Nãy nhầy quá. Ăn chung người không đi bay. Tống tiểu thôi, đừng có lên cao quá. Tiểu thôi, con kinh công này không sợ đâu. Nguyễn Văn Phú Quý, nhạc lên cây cây cây. Tiểu thôi, đừng có cao quá. Không hết được. Vừa nói xong. Má, thoáng nó đeo chạy được. Tài không phải. Luôn đây luôn được. Nguyễn Văn Trinh, nắp này nắp Bình Dương rồi. Má mình chơi game phát hình nhây quá anh em ạ. Kéo chặt cái này thì bố mình chịu rồi. Nó có lính mà. Này thì còn lính. Nó kêu. Nó hiểu. Thua. Má nhầy một phát gãy luôn kìa. Cái đó quý nhá, đâu chị thả lắm mọi người. Huy sợ ma, nhầy. Tình thì đéo có trình sợ các bạn. Nguyễn Văn Trinh, bay một sao. Ô mọi người ơi. Hello Hoàng Vinh nhá. Má này mệt nếu muốn mình chửi anh em ạ. Vũ vui vẻ. Hai. Nhây một phát quấy mà gãy luôn được giỏi á. Mẹ nó. Hello anh Ken nhá. Nhây có một phát gãy luôn. Your team's turn to ban. Từ lên Ken.
Phạm Bình Minh, thấy chưa bảo thua biết do ai luôn. Nhảy bắt quấy quá. Đức Ken, sao nay chơi không có khí thế tí nào thế? Này mệt quá nhỉ. Này mệt quá hết người mà. It's your turn to pick. Nhận đi tốt với Nhật ơi. Nguyễn Duy Mẫn, nhây cái đeo gì? Mạnh Hà, rank nhiều sao đây anh? Hello Hà nhé, danh 50 sao thôi. Hello Mạnh Hà nhé. Giờ nghe là danh 50 sao. Ta kia hơi dây kìa. Ta kia lỗi tôi hơi dây kìa. Rank quá một cu luôn. Nguyễn Duy Mẫn, chủ thì đeo phá tham mạng rồi bị lật. Hello ác quỷ. Tao đeo nghĩ là sẽ lật được đấy Thái. À vẫn. Tao nghĩ là win á. Thế nó không cú nhá. Nguyễn Duy Mẫn, lần sau vô tôi cấm nắc. Tao đeo nghĩ là phát đấy thu được luôn nên giỏi ạ. Hello anh Diệm Trần với cả nhà mình. Ông nào trên video á. Bác quấy là chém trụ là win rồi. Nghe lại like delay quá em thì out ra lại. Em out like em vào lại chứ. 10 seconds remaining. Em out like ra xong em vào lại cho được á. Cái lúc cũng Việt nhé. Vũ vui vẻ, tôi đánh giữ vị trí lắm rồi ấy. Ông đánh thấp quá. Chào mừng đến với Bình Nguyên Vô Tận. Đội sông đang tới, mùa xanh bên ta chưa xuất hiện. Đức Ken, để anh đi làm cái Lizo đánh cho sông, mặt cười lộn ruột. Mệt lắm rồi. Nếu hôm nay thời tiết nó cứ rồi nhá, xong đi làm về người nó cứ đuối đuối. Vâng. First blood.
này cũng chắc không. Lẹ cái đéo mình phát đầu hết mana rồi nên mình sẽ của anh ui. Dragon and Slayer have appeared. Được quá đấy, muốn nói mình mà. Ui. Ui. Nguyễn Duy Mẫn, mày lành cuối mùa đấy đầu mùa tao cạch mặt mày luôn. Sao không đồ game vụt đéo chí mạng kinh vậy? Xong không mùa chí mạng đấy cũng kìa. Phạm Thị Thu Trang, vì anh Yang lò. Hello Trang nhé em. Nó ở bụi đấy vừa phun sạc. Nguyễn Duy Mẫn, không cây S dưới mọi hình thức. Nó cái đam to rồi. Nó côn tiêu không Zuka? Côn tiêu? Rút lui. Sao anh thở cũng thế, hôm nay thời tiết khó quá. Our middle lane tower is under attack. An ally has been defeated. The iron defense line has disappeared. Ascending the ballista. Your team has destroyed a tower. Our dragon lane tower is under attack. Ông bù say á, ấy ơi. You have defeated an enemy. Đúng mà. Sao mà không đủ game đập đang co đấy. Our dragon lane tower is under attack. Đập chí mạng liên tục mà hết tuần nhá. Nó ngập thanh ngập trần như các bạn. Our slayer lane tower is under attack. Nguyễn Duy Mẫn, nó ngọc chí mạng. Nổ liên tục chí mạng. Nãy đầu game vụt phát 2-3 phát chí mạng. An ally has been defeated. An enemy has been defeated. Our slayer lane tower is under attack. An enemy has been defeated. An enemy has been defeated. Your tower has been destroyed. Your team has destroyed a tower. An ally has been defeated. So all of it. Biết kìa nhé. The middle lane tower is under attack. Lộc Múc Giang Vẩu. Hello anh lâu không xem. Thằng nào đỉnh tên mẹ chất vậy? Cần hỗ trợ. Lộc Múc Giang Vẩu. Enemy ultimate. Nhớ thằng không ngoài nó lên đồ thì đập ghê đấy à. Đập chi bằng liên tục mà nãy giờ á. Our dragon lane tower is under attack. Your tower has been destroyed. Dragon has been defeated. An ally has been defeated. Nguyễn Quỳnh Long,
tắm ăn cơm xong vào. Hiểu lòng nhé, Đức Hoàng. Em theo cho anh tử tế nó văn phú quý hay đâu em? Theo cho đúng kênh rồi đấy em. Đấy mệt quá đéo tốt này được em. Cần hỗ trợ. Mai khỏe tốt này chứ. Our middle lane tower is under attack. Nguyễn Di Mẫn, giang này mặt nhăn như kỳ. Này mệt mà, này thời tiết nó mệt quá, nó ỏi, nó mắn người, đau người á. Thì bên Ken không ai mở big game ấy, còn nó vẫn mở mà, nhưng mình cũng không nói, thằng Linh nó mở ra. Cái bản nó mệt quá, mình cũng không nói nhiều. Lộc Múc Giang vở, xuống đồng chưa anh? Anh có thích đấu em ơi. Nhìn sao nó thích đấu em ạ, nghe nó thanh thiện, nghe nó đúng không? Nghĩ là một không ấn được đau lắm. Ui xong rồi. Má đi đâu, có xài không phải anh ra 4 thằng kìa. Tuấn Tuấn, 30TH41TH5 Tam Đảo đi anh ấy. Tam Đảo á, gần anh mà, Tam Đảo anh đi có tiếng là đến hả, tính rưỡi. Đúng không nhở? Từ đây xuống đến chỗ chân Tam Đảo là khoảng 60 cây. Từ chân Tam Đảo lên đâu chắc khoảng độ... Ừ, ấy đi tầm khoảng độ 1 tiếng rưỡi đúng không? Một tiếng rưỡi. Nguyễn Duy Mẫn, nghỉ đi tạch ra đấy chết giờ. Không, tạch làm sao vậy? Nó chỉ là đau người, nó oải người, không muốn nói. Không muốn cần hỗ trợ đâu anh em. Cần hỗ trợ. Ôi, không có cú nữa. Ôi, chỉ được ơi, nó sai rồi. Quá tầm nó mất. Tuấn Tuấn, bọn bạn em đi đấy, SSS. Cần hỗ trợ rút lui. Chết rồi. Our middle lane tower is under attack. The tower has been destroyed. Cần hỗ trợ. Đúng rồi, 34 đi đông mà. Mà đi tránh ngày lễ ra, mà đi ngày lễ cả công an nhiều lắm. Anh biết hiện tượng Ellen luôn. Đi ngày lễ đông là cái nhất, cái hai là lắm công an. Đi hơi phức tạp. Em một cú một phát chết vậy thì chửi gì nhở? Khó hiểu luôn đấy, thằng này lên đồ gì luôn đấy. Enemy ultimate. An enemy has been defeated. Your tower has been destroyed. The enemy Dark Slayer has been summoned. Triệu Văn Hiếu, bây giờ mới reset rank anh. Tối mai em ấy, đêm mai. Không nhầm là khoảng 1 giờ đêm mai. Trong bụi này không? Bụi trên không? Chắc mẹ luôn. Lộc Múc Giang vẩu, ngộ 9k vàng này chết giờ. Các bạn, đầu game vụt ngớm mặt luôn ạ. Đầu game lúc đi ganh nó vụt liên tục chí mạng mà sợ mắt. Hello Miu Linh nhá. Có sách không chị ạ? Đấy không ổn luôn á. Đầu game nó vụt liên tục chí mạng luôn á thằng này ạ. Mẹ nó. Miu Linh, ngộ không xanh nắc, có cái kẹp đao lên nách mà chảy. Mặt cười lộn ruột. Khó thật chứ đùa đâu. Hai thằng gồ nó, gồ nó khó ra, đừng nó là một thằng. Mẹ nó vụt, thấy có hai phát chết kìa. Our base tower is under attack. You have been defeated. Enemy onslaught. Your tower has been destroyed. Your tower has been destroyed.
Our base tower is under attack. Enemy bloodbath. Legendary. Your tower has been destroyed. Our base is under attack. Lộc Múc Giang Vầu chơi nắc bi boy cho mượn anh. Không có nắc bi boy em ơi. Có mỗi siêu việt với bãi biển thôi. Không phải fit mà đầu game thằng ngộ không có một đau quá. Nó một chí mạng liên tục ạ. Mẹ nó xuống ganh một ba phát chí mạng không đỡ được. Máu con cu luôn. Nhật Nguyễn fit cho nó xanh VLL. Sát thương em đánh 1-7. Thân đồng cún này như là Giang Dương đúng không? Miêu Linh giờ tết tướng thoải mái đi, mai được xuống ranh cám lợn chơi vui vãi. Mai chưa, đêm mai đi danh mà chị, đêm mai đã đi danh đâu, đêm mai hình như không nhầm là 1 giờ đêm mai thì phải. Ông sát thương này ông vô ông đánh ông nhiều chơi tôi ông sát thương. Lộc Múc Giang Vầu chơi SV nó hơi khoai. Không xin biệt đâu cũng mượt này. Anh bị IL Nindo là cái gì anh cũng chưa tìm hiểu đấy là cái gì. Đi biết là ông Minh không nào. Nào rồi mình rồi vậy. Phú nè, em bận rồi anh. Ok, Phú không sao anh. Xuân bay ra ta. Minh ạ. Đánh ít sát khó chịu vãi cả hàng. Em chưa có Trần Thư Trang, đánh ít hà khó chịu VCS. Em chưa có gì. Em nick này à? Trang nick này à? Có phải đâu, sao cứ người là thằng nào ấy chứ. Nhưng các bạn không đầu game đập đau quá. Anh hỏi ai ấy? Là sao? Bé Linh. Trần Thư Trang, còn mỗi Isha không biết đánh con gì khác. À, bé Trang. Thì game sau anh mời nhá, sau đây quên pick mẹ mốc anh không biết em. Không biết Trang chơi đích đó ạ. Đấy, đừng kính chật ơi. Khe Dio, chơi đủ tem đi anh. Hello Khe Dio, Khe Dio nhá. Anh đi danh cuối cùng của mọi người mà. Có đi leo đơn, à, leo tem đâu. Bão điện tử ảo khi hiện tượng sóng biển trong mặt trời đang tăng cường thì mình yếu suy trầm trọng. Không hiểu sao anh mệt hơn mỗi hôm mày ạ. Nó cấm men hỗn đang ra rồi ấy. It's your turn to pick. À, em sao vô Tú ơi, cảm ơn chị Miêu Linh, cảm ơn cả nhà. Cả nhà web xin một tim một comment nhé cả nhà ơi, cảm ơn cả nhà nhiều. Khe Dio, pick nắp đi anh. Đấy, pick nắp đi. Eo su phổ lo. Bố cũng là cái tanh tí nhá. Dâm ba con phổ lo. Bọn nó có support chưa? Bọn chưa support đúng không? Lộc Múc Giang Vầu mua b-boy đi anh.
Playboy có 300 mấy hả? Playboy một múa không mượt bằng nắp 4 này, nắp 4 này múa mượt nè, nắp 4 mượt hoặc là con này mượt. Tôi thấy hai cái này mượt, còn mấy cái bộ này múa nó kiểu cũng khựng khó chơi lắm. Nắp 4 nắp 5 này mượt. Bộ này cũng đéo mượt, Tuấn Tuấn, vệ thần với B-boy mượt nhất anh. Không, anh thấy bộ này với bộ vệ thần là mượt. B-boy múa bây giờ nó bây giờ thì mình ra mua vệ thần anh em. Thật biết thật là tháng 6 ra anh em. Vệ thần tháng 6 ra với một cái bộ gì skin gì á. Tháng 6 ra vệ thần với một cái bộ gì nữa tôi quên mẹ, tôi không vừa đọc được ở đâu nữa. Tuấn Tuấn, B-boy nhẹ VLLL. B-boy nhẹ em, B-boy múa kiểu giấy giấy không? Nhìn múa nó cứ nhẹ nhẹ kiểu giấy á. Tầm tháng 6 ra vệ thần mà, tháng 6 ra vệ thần gì đó. Tuấn Tuấn, đúng. Ừ, đúng rồi, nó ra mà. Chào mừng đến với Tình Nguyên Vô Tận. Nó ra hai con, một con gì nữa. Lộc Múc Giang Vẩu, B-boy ổn mà anh. B-boy muốn tặng được, nó không mượt như ngày trước muốn mượt. Bây giờ anh muốn những kiểu gì ấy, nó vẫn kiểu bị đứng đứng. Bố nguyên cực mạnh. Tôi chơi mẹ số 3 chưa rồi. Tôi chơi game tôi hay bị cái... Hebio, bố nguyên cực mạnh, mặt cười tích mắt. Bị quen cái kiểu số 3 trước khi ấy á. Chúng tôi bất mùa bác trưởng thôi. Không có nhiều quá. Kiểu quen tay cái số 3 ấy cũng vậy. Mấy lần mình bất mùa rồi đấy đã. Thở mai xong nó cứ bùa đấy còn gì chừng chị nữa. Ôi giời, thằng nào xây tường đây. Không có tường nó quê thôi anh em. Trong bụi ấy. Blood. Enemy double kill. Ủa sao mày cứ tường múa không qua được nhỉ? Our dragon lane tower is under attack. Xong rồi đó. Lao vào thứ chú ra cũng ra được mà nhé. Chú đen tiểu rao, anh có chơi đen mấy bao giờ đâu, anh chỉ chơi mũi nắc với Vered và hai con hàng chơi. Our Slayer lane tower is under attack. Enemy ultimate. An ally has been defeated. Hay là Ngọc Nguyễn Văn Hồ, hello chị, hello bạn. Failure is an option. Surrender is not. Lộc Múc Giang Vẩu, ảo Elsu như ngày trước đi anh, mặt cười chảy nước. Elsu bây giờ bắn ghê mà. Ôi chú càng rồi. Điều ba ơi. Không hiểu sao, cứ tha mấy con được kia rồi để bắt mẹ con chung chồng. Miêu Linh, ăn rồng rắn gì đi ép. Ê em đi chung chồng, có ra hộ em đâu, bắt tiêu nữa. Được nữa thôi. Enemy onslaught. Yeah.
Có bố thiết ạ. Our middle lane tower is under attack. Đông nha. Đang tới, tập trung, sắp giao tranh. Nghe vô càng bún không rồi. Our dragon lane tower is under attack. Đã phu bụi rồi. Đã phu không này này. Mất được chưa? Mất mất công ty rồi. Phe phu đồ yếu đúng không? Hất một phát rồi đi á, nó mất tiền rồi, chơi không? Rút lui. Cài hiểu thế rồi. Về nha em, về nha. Those greedy bastards are never satisfied. Đang tới. Bùa diêu ma bùa. Our middle lane tower is under attack. An ally has been defeated. You have defeated an enemy. An ally has been defeated. You're asking the wrong person for kindness. Dragon has been defeated. Hình dung luôn này. Dragon Lane Tower is under attack. Rồi. Nhất là ở đâu có nhận? Anh ta biết được. Biết thuộc nhá. Cú cam đó. Lên rồng còn lên tốt con này. Ép thằng luôn này, không lộ, không. Lorentino. Trong xóa có một phát đây. Our middle lane tower is under attack. Phù luôn. Khe Dio. Thôi em đi ngủ đây bye in hát hát. Mặt cười chảy nước. Ok, chúc em ngủ ngon. Ăn mục tiêu phải có ý ăn chứ, bình tĩnh thôi. Our dragon lane tower is under attack. Tôi luôn này, tôi đây đây, xuống này. Ổn nha. Được rồi, thằng kia chết rồi. An enemy has been defeated. Mẹ phải luôn kìa. Zuka xuống, Zuka xuống. Tiếng nó di chuyển đấy, đứng im này. Để Zuka xuống đấy. Trụ đó. An enemy has been defeated. Our Slayer Lane tower is under attack. Cần hỗ trợ. Dragon and Slayer. Được nha, luôn có, luôn có. Tập cũng chạy đi. Our dragon lane tower is under attack. Biết kìa. Chán miêu tả. Our middle lane tower, is under attack. Destroyed. Dark Slayer has been defeated. Shut down. Yeah.
để tôi hồi máu đã. Không đéo hiểu kiểu gì luôn đấy. Dark Slayer has been summoned. Hai thằng nó yếu mà không giết được thằng nào luôn, sợ không? Đức Tú, kìa cái gì? Mẹ đấy hiểu sao đứng ở ơi đấy rồi, nó bắt đầu dùng kim mổ để ăn ăn mổ. Còn em ra phù hoàng kia yếu cũng biết giết thằng nào. Thế nó huy hoàng người như nhưng nó bạn. Tuấn Tuấn, dính dính. Your team has destroyed a tower. Rút lui. Lộc Mộc Giang vẩu, nắc không có blue đánh cái gì? Anh chơi game tức giờ anh toàn chấp blue không à? Xong rồi, xong về được xong rồi. Bỏ đi các ơi, bảo vệ đi mà. An enemy has been defeated. Onslaught. You have defeated an enemy. Sành mũi Zuka rồi. Rồi xuống chết nha. Tấn công chuột. Your team has destroyed a tower. Chơi Yalo được không? Quẹ phết. Tower. Đừng giáp bên luôn tặng sao lúc nào mà bên có tặng sao mà không tặng sao mà đấm cái gì. Này đâu ta người, này đâu ta người. Đấy. Chưa biết rồi. An enemy has been defeated. An ally has been defeated. Không được. Dù nó mạnh mà đùa xanh quá, đùa mình đánh khó đánh bạch. Bỏ đi mà được đéo đâu. Lúc nào pet mở tặng sao mà không tặng sao thì cái liệu hồn nha, cái thằng nào một comment thằng Tú đúng không? Shut down. Đoạn này đấy đùa. Bỏ buông được mọi người ạ, bỏ buông. Sao hôm nay không đánh đi cao thủ cũ? Em thích này làm nhiệm vụ số mệnh không mai nó chết danh rồi. Hả? Làm nhiệm vụ số mệnh không mai là nốt ngày mai đấy mà, nốt ngày mai đấy mà. Tí ra cười thì anh cài lại cái đạp này, cái nó cài để khó đánh vãi lồn luôn. Nó cài ngược tay anh. Anh cài luôn đi, chỉnh ở trong thế à. Không được, cái này phải ra ngoài. Cái này ra ngoài mới cài được. Tặng một sao nhìn chán luôn. Ba giới hạn là người sao cũng được. Cái đó Tú Boy nhá. Đấy. Tên là ta để tên là Tú Boy. Mình để tên Đức Tú. Này có Tú Sắc Tú. Đồ vào đầu. Đây đây nó tao qua nha, nó bài vậy, nó bài vậy, nó bài vậy. Rồi nó thua rồi. Đùa. An enemy has been defeated. Đồ mà con công đổi một bạn ok. Mất bùa à cô? Em mất bùa từ nãy mà, lúc em chết mà ba ấy mất bùa rồi. Bùi em ơi, bùi bên này, bùi bên này em ơi. Lộc Mộc Giang vẩu. Cảm sao ốc cũng được gì đâu, hình như ông lai vui thôi. Sao được tiền chứ mọi người? Sao về được khoản? Em làm gì đâu mê, tiền đâu gì đâu. Giờ ai làm thì tiền chứ mọi người. Giờ người ta làm thì vui thôi anh em. Lai em vui là tôi lên lai à, tôi có cần tiền đâu anh em. Trình độ cái này khó đánh rồi, đây đây này, anh về. Thấp tôi lên. Nhà đánh cao thế. Này, em cứ the enemy Dark Slayer has been summoned.
Lục Mục Giang vẩu, tú đổi thành ảo Free Fire đi, mặt cười chảy nước. Anh em cứ dụ nhau xong Free Fire chơi đi, bảo hết người đấy. Ôi! Thằng em xù yếu rồi. Hay rồi, sẽ bỏ luôn. Về luôn. Bỏ luôn. Đừng có cố. Còn mana đâu mà cố em. Không mất trụ được mắng sao đâu. Má Lai Giang mà còn nghe giọng cu Ken giống như cu Ken mình luôn á. Không phải đâu, mình bể với mic nó xa quá mọi người. Cái mic em để trên bàn này, em để xa này. Em tăng mic lên thì nói nghe rõ hơn, mà không được hết thì mọi người sẽ bị tiếc tai, mọi người hiểu không? Mỗi hôm em live stream em hay gáy bẩn, mọi người hiểu chưa? Nhưng mà hôm nay em mệt quá em không gáy bẩn. Cho nên là mọi người sẽ nghe mic nhỏ. Thế từ thường mỗi hôm em nói to lắm. Hôm nay em mệt quá. Nay thời tiết miền Bắc muốn cử đến tháng rồi này. Nó không sát đồ đâu. Mày đứng đây mà đá. Em không để mày đi. Hôm nay em không cố gắng bẩn được nên em nói mệt quá. Thế nó sẽ pin chân hết đâu. Thú mã lít ra to vậy. Xin phép này. Chờ anh nha. Xin phép đang xin to luôn. Ai. Chỉnh cái này khó đánh quá. Tuấn, chuẩn bị nắng ỉ luôn. Không phải thời tiết nó không nắng mà thời tiết nó cứ kiểu oi em. Nó cứ kiểu nó không phải là nắng mà nó cũng không phải là mưa. Không phải nó cứ mệt mệt đấy. Nó ra đây. Ôi thời tiết nó mệt mà em, thời tiết nó đâu có kiểu oi à, nó cứ nhông cái kiểu gà lít đi vào bụi đi vào lít vào bụi. Từ từ nha, lôi ra ngoài đấy Ken, lôi ra ngoài đó. Nguyễn Phong mõm ơi, này anh cáo hôm nhé. Mẹ mana rồi đéo okay, chơi được. Ok không sao bận cứ học nghỉ em mà em định nghỉ live đấy, nhưng mà nó có việc nên phải live. Cú top 77 là đúng rồi nhá mẹ, top con nắc này cao với đái Đức. Thế lúc quá khứ đi tìm nhá. Con nắp này top 100 nó 5k mấy điểm. Nguyên Công Đức top 77 là DA. Địt mẹ nó trình độ để cái này khó đánh vãi luôn. Anh bấm lại vào chỗ thiết lập. À vào chỗ thiết lập đâu diện đấy. Không được. Chuyện trang bị ở bên trái là được. Không được anh biết rồi, không được. Thế không được, em toàn chỉnh ở đấy à? Anh lạ cái gì cái vị trí xốp cái chứ ấy. À cái chứ xốp cũng tưởng nó bị ngược đấy đúng không? Anh bấm vào đồ. Nguyên Công Đức không top 90 là may rồi. Anh bấm vào đồ xong rồi nó đéo ra cái gì. Cái đồn máu nó chỉnh đâu nhỉ. Quên mẹ đấy. Chúng ta này chơi không. Không bỏ đi. Thằng cặp với anh nghe xem nào á. Sợ thằng cặp quá sao. Nay thời tiết nó mệt quá. Không. Đức Tú để phun phải bán đồ cho dễ. Từ từ ơi, tem thằng trâu đánh trâu này sao chết. Từ anh ném một cú công đã đúng mà. Được. Nếu mà từ từ mọi người đánh nhau mầm nếu lên đấy được. Địt mẹ ơi lồn. Ok không cần kìa. Hay. Không đi công này dọn dễ mà. Bên này ra ơi. Tùy nhá, chúng ta đang đi á. Ok. Chúng ta đang đùa với ông chống đấy nhở. Được má lên thủ đấy nhở. Lên thủ. Hôm nay mà khỏe tí thì Đức ăn chửi nhá. Đủ má là Đức nhá. Nay hơi đuối à. Đuổi được ấy, không sợ follow đâu. Thằng Yasuo kia thì 1 kg điểu.
Thôi bỏ đi Diêu Mai, anh đéo tin mày đâu Diêu Mai. Ôi thế nó yếu cái. Thôi bỏ đi cái. Theo được. Mẹ gấu nhảy liên tục cơ. Nó liên thủ khỏe quá em. Cái mẹ bị lên đao ngủ nha xu lùi được. Mẹ xu lên thủ lùi được. Này đánh nhóm vượt. Mẹ có một tờ nó ăn bù xanh rồi. Cái đéo hiểu thằng này nó bị xanh nó làm xéo gì. Vô ba rồi em. Tú nó nhiều quá chẳng. Cái lồn này cái. Anh kết nào tú nó nhiều. Cái này cái. Cái skin này kém mượt. Tuấn Tuấn, một cái ép mà nó nhảy tầm 4 cái. Giang đẩy dưới. Rồi ôm nha, em đẩy dưới này lên đánh nhau nó chịu ạ. Giang đẩy dưới. Lên mẹ mana của em về á. Từ từ nhá, hết mana em về đó. Đức Tú, chuẩn bị sinh nhật em tặng gì đi cu? Kéo được. Bảo em hết mana em về nhá. Đồ đồ đồ, thịt mẹ sẽ ăn đàn khí công rồi mất này. Con khí công rồi mất mới là khó đánh này. Nè, đánh luôn nè. Cái lồn gì vậy? Lồn. Nè, cướp được cái cầu rồi. Tất nhiên lên gì nữa? Enemy bloodbath. Ultimate. Our base tower is under attack. Hay quá nhờ. Double kill. Bỏ thôi. Mẹ bà được buồn phải lồn. Bà đừng rõ thôi. Our infinite slayer. Cần gấu nó bọc đầu à, cần là thằng Flon nó chào là sao. Tao bỏ luôn thôi. Đừng có nhây quá làm gì mày, có phải kẻ bị thiên thần đâu đâu em. Tập trung, sắp giao tranh. Con này skill con này còn đéo mượt skin hay em. Mình ơi. Cái gì vậy? Mình từ khi nó nghỉ game xong rồi nó vào game này nó đánh 17, game này đánh 16. Mercy is overrated. Ra dọn lính cho anh kem. Đức Tú, đơm Elsu đi. Yếu đuối quá. Giờ yếu đuối vào banh quá. Nghĩa đi lẻ luôn ạ. Mình phải mình phế quá. Mình phải đi lẻ. Ôi mà xanh xanh, tôi đi lẻ. Bọn này khóc tôi đi. Cái mặt nó ra đường mà đéo này được. Xe xu ngắm ngoài này. Con mẹ chặt con mẹ chân rác đi rồi. Cái nhịp mẹ này vuốt kẻ những cái lồn đi. Thôi đi bỏ. Đéo hiểu vuốt đéo được luôn. Từ từ anh kết. Từ nhá, em lên em về được, mọi người lên mình không về đâu. Thằng nghe su còn ra một xích á. Skin này thật là lồn. Skin mâu lồn. Thế đâu anh Mai Văn Trưởng nó phải. Nó ra đâu. Rút lui. Từ từ đây em ơi. Đéo chấm thưởng chứ. Thấp mình ơi.
chú ý phe ta. Ryoma. Minh. Chú ý phe ta. Ryoma. Huy sợ ma, chơi BD không anh? Mày nghe mấy lý này mày hỏi anh chơi BD không em? Cố qua không vậy? Về đi Minh ơi, không cố đâu, nó đi đây đây rồi. Thi công với ai? Cứ đứng đây, cứ đấy thôi. Cứ đấy thôi, biết làm nào, cho nó đẩy đấy, cứ làm nào. Giờ cho bụi anh, được. Anh em có bụi không? Anh không bụi mà, thằng Nhật nó đơm bụi vào đâu, không thấy bụi. Đúng là muốn ghi công trước. Cái địch cái con mẹ mày vuốt thì chưa vuốt ra bắn rồi. Kim đồ cái đầu quả này nó đánh. Sao nó mình vuốt được chấm thường được phát là mình ăn rồi. Má cái lồn gì vậy? Em xù bắn đâu mà bỏ đấy mọi người hết luôn chưa mà. Cây này cây văn hóa mọi người ơi. Chủ cây siêu văn hóa luôn. Con sương giấu dung được nguồn rồi. Em chết hai, em mình chết hai. Hai Ken thôi được rồi. Quá ok Ken. Ok luôn kìa. Ba đường rồi. Đôi hai. Hai. Ôi Ken chết mẹ rồi. Ra luôn tụi đấy nữa, lôi điểu con còn hết mẹ lôi điểu rồi. Lại ôm điểu. Kiên 1. Đéo lại rồi. Tập trung, sắp giao tranh. Ôi thua thì đánh cái gì nữa. Cố làm cái gì. Lôi hồng dưỡng nhá. Bị tắt mạch thay lồn luôn, bị mạch. Anh Ken nhiều nick, anh Ken nhiều nick skin ngon lắm. Anh Ken nhiều nick lắm. Hả? Thằng Tú nó hỏi anh Ken lấy nhảy đâu ra nick tu di dưỡng gì á. Mẹ đánh một phát, một mạch, thua luôn mới sợ ý. Kẻ sống. Nghiên công đức, lêu lêu. Mẹ Xuân Ly mẹ đánh game tổ đéo gì á, ngày chơi game mấy giờ này đánh ngáo lắm này. Mấy anh Ken mua anh Ken nick này. Mẹ thằng này mới chơi game kiểu gì á. Đóng mạnh chiến đấu rồi. Ông nào thì nữa. Tú đấy. Kia là Giang Dương, cũng tên là Giang. Không có tên là Giang hay tên là Dương ấy. Tên là Giang rồi. Ôi mệt quá. Sao mày lại lâu ấy, bây giờ mới được một tiếng anh em. Nhật Nguyễn, đánh bực đeo chịu được. Thằng Nhật chơi game thì phải cứ me con bùa xanh của tao rồi, đúng má. Cứ bửa con bùa xanh của mình. Nó cài cái đéo gì vậy? Nó cài kiểu đéo. Nghĩa là anh bấm vào chỗ đồ, cái chỗ đồ nó khác đúng không? Your team's turn to ban. Đúng không anh em? Đồ mẹ rồi. Nguyên Công Đức. Ôi rồi ôi LS đấu của top nắp kìa. Ồ, con mày đừng có cười tao. Nay mệt không chơi được thôi anh em. Nay mệt đánh không bị ngoại thôi anh em. Mày khỏe ngủ lên em xem. Nó khựng, nó có 2 tên khựng sẵn rồi á. Một tiên chút bị khựng đúng không? Cái thức kia này giống mượt. Đánh chán. Nhật Nguyễn, em dùng chiêu nhiều lấy blue để cỏ keo. Đủ má. Anh chơi đang cái chấm thường à Nhật. Má. Anh chơi đang chấm thường à. Đủ má. Quá ghê được. Ôi đau rồi. Đánh cái gì ra? Em chơi đắc mà. S1 là Giang. Không biết tên là Giang hay là Dương. Trần Thư Trang, tiếp mất mạng đúng lúc kinh. Mất mạng đúng lúc hết game đúng không? Trang sinh gái đến từ Hạ Long. Sống tại Hạ Long đến từ Thái Bình. Hello Hoa Bình Hoa. Anh có lết được không? Anh lết được mà. Anh chém được phải tin anh Nhật. Không, thằng Nhật chơi Turen hay. Nhưng mà cái pha cuối mà mày về đéo về cái pha mày. Nhật Nguyễn, anh có lết được không? Cái pha mày đuổi thằng gì cả. Thằng Oxy ấy, anh bảo mày về mẹ đi đẹp. Pha nó mày về đúng đẹp luôn. Hello Nam bú về á, Hello Nam. Hello Nguyễn Nghĩa. 10 seconds. Bắt được ai ạ? Bắt được thằng
Không nhưng mà đấy chơi, chơi bắt được nhiều thằng. Thằng thằng nào thì bắt được, thằng giáp bắt được, giáp chém phát là chết. Nhật Nguyễn, lên anh bắt được ai? Thế luôn đấy, game gãy nhiều quá rồi. Đổ đít mà chơi gãy tùm lum rồi. Đêm mai là lấy sẽ danh đúng không mọi người? Thế này ok, thoải mái. Nam bấy bể, đi uống bia cô, mặt cười lộn ruột. Mệt trong không uống được. Bắt đầu chơi hát đi mọi người. Tục gì đấy Giang? Tím. Tốt Việt Nam ạ. Bắt đầu chơi hát cho mọi người xem. Đức vào giải cứu cho mấy trận đã. Đức Booster lại cầm. Nhìn con Đức. Đức vào giải cứu cho mấy trận. Đức Booster lại cầm con ối dù ôi hù. Ai chơi game tốt rồi, gãy nhiều quá, gãy nhiều sao của bạn gái quá. Dương Cú, à Giang Cú, à Giang Dương Cú. Hiểu sao hai người tôi cứ bị quản quái người nói khuyên lời. Tôi chưa gặp trường hợp nào như này đâu. Ở đời 40 năm nay chưa gặp trường hợp nào như này. Our Dragon Lane Tower is under attack. Cái lồn gì vậy Tú, vừa vào đã mất một mạng rồi. Our Slayer Lane Tower. Ba đủ cái Avatar Vedet đủ cho mẹ đi Tú ơi. Để Avatar Vedet đầu game cũng chỉ một nhưng công đức dầm ba mấy cây loanh chiếm tướng đồ bỏ. Tú nha đủ đuổi Avatar Tú để xúc sắc Vedet. YouTube cua đang cứ post chuyện gì á? Cái máy nào YouTube này? Không phải đâu, cái thằng Minh ấy vô mà đánh hay lắm. Nhưng mà từ cái hôm nó nghỉ game được 1 tháng nó vào đánh ngáo cái đấy. Nào mới hả? Vừa chú lôi chết hết rồi. Thằng Minh ấy hôm chơi hay lắm. Từ hôm nó nghỉ game được 1 tháng vào đánh một tuần 1-7 đến 1-6. Nguyên công đức, vờ người ta mạnh vậy mà. Đánh cứ toàn lên solo với nó đấy, không hiểu kiểu lồn thì ai chẳng biết là gấu thì ai chẳng thấy sai từng đấy khóc thôi. Đủ mà toàn lên ăn có đủ với nó xong thì chết lại bảo gấu. Rồi cái avatar đi Tú ơi, xin Tú đó. Chả chẳng biết là gấu, kìa lụm nó. Nếu anh kia đánh nó từ lúc nào anh bắn được cái kia. Nhật Nguyễn, vào rank CTG nó trả hành cho. Được sao vô, giờ lại sao Nhật, nó tiếng giang chứ. Mang tiếng giang luôn, bảo chiến tướng lại vô ơi. Hạ danh thân giật thì mang tiếng là không nguyên nghĩa nữa. Nó địch mất rồi. Chơi quân ái, chơi quân ái, chơi quân ái. Hôm sau tại sao nghĩa nhỉ. Vô tay thằng Tú á, thằng Tú này phải tự đá phòng thì nó mới chơi lên được thôi. Chứ riêng mời nó thì nó đánh không quăng. Đúng cái kiểu tự làm tự ăn mới chịu được. Đây là danh cho Tú này. Chơi đi chơi chết thì đừng có hiểu nhá. Gấu nhỉ, gấu kìa kìa. Lên đi, tao canh cho đi về nữa. Cứ chơi đi, chết thì thôi. Bỏ đi em ơi. Kệ mẹ nó. Thái biết ngay mà. Lên canh cho nó dình ulti anh em ạ. Khi mình lên canh nó giống ulti đâu anh em. Ờ, nó đợi mình chết thì mình ulti. Em rank cao suốt quen cách di chuyển rồi dễ bắt bài. Không phải, mặc phần nhân đánh hay. Đúng không? Mày mấy pha mà đánh bạo quá. À đây là yêu cầu. Đánh nhát nhát một tí hay. Tôi vừa bỏ. Thằng bụi cái này là thằng mắc. 5 giây nhá, 5 giây chơi nhá. Bài đen. Chơi được không? 16 giây công ty này. Cái gì? Nguyên công đức. Tí vào để em đánh VZ cho nó coi. Đâu rồi quá. Hôm nay mệt thì không đánh tem được thôi, để em dừng cho em. Nhưng mà anh đi dừng thì anh đi có view. Mày cứ bắt anh đi ở đây có đi có view đâu. À chỉ biết là mày đi dừng được mày. Nhưng mà đi anh mày đi dừng anh đâu có view. Thế nó mới cay ấy. Ai già dạ? Con lợn này. Đứng tầm đông nha. Our Dragon Lane Tower is under attack. An ally has been defeated. Our Slayer Lane Tower is under attack.
Nhằm gãy trận đấu thứ tư. Có muốn đứa chứ mày? Đứa gì anh kẹt đã kiểu. Mê chị quá. Our middle lane tower is under attack. Chúng ta bụi rồi. Mùa chắc mẹ luôn. Chú ý mùa xanh. Okay. Vào chơi. Nguyên Công Đức. Vậy là Tú CS đủ kỹ năng để đánh vơ rồi. Our middle lane tower is under attack. Ao gì nói luôn một câu này. Your tower has been destroyed. Nhìn kéo nào đẹp. Obi cả nhà ơi, đếch chưa được má. Hay quần quẻ, hay quýt cho nó nhiều và nghe chắc khác hay. Cứ bình tĩnh thôi. Nguyên Công Đức, ao hồ sông suối. Ao đó là ao trình đấy. Kè tem vào. Kè mình đéo khống chế mới, cũng muốn ăn lý khống chế. Ô, trụ luôn, té rồi. Enemy ultimate. Chắc thằng mắc cay lắm á. Hơi cú một tí rồi làm gì cay. Thái đi rồi, ok anh. Nhật Nguyễn, về lết đố nguyên đường. Our Slayer lane tower is under attack. Đây là mấy cái chủ gì mọi người. Your tower has been destroyed. Nguyên Công Đức. Ôi rồi ôi. Thế đối này chơi game tâm trạng nó kiểu nó đúng đúng tâm trạng nó chơi game nó cực kỳ nó long quang lên. Anh em mà tự chửi tôi, tôi cay để tôi chơi game anh em. Anh em chửi đi. Để tôi cay để chơi game phát. Đủ má. Ai chửi đi nào. Đủ má. Nguyên Công Đức. Đây ghi top 77 nắc và ông Hoàng ve rết trong tim. Từ từ nhá, nếu sợ mai đâu. Cần hỗ trợ. Ai chết. Chưa được một mạng. Ăn được mạng trước nóng mít. Bỏ đi, cân 2 đó. Chịu ngược đi. Chào. Bỏ, em bỏ game được 5 rồi. Xin game sau ạ. Cần đi ngủ, tớ đây, đi ngủ đi, mai đi thi em. Và thôi rồi, đắc ơi, má đó. Này đã tả được luôn. Mẹ mặt nó xấu này. Cái gì mày mẹ. Ô. Nhật Nguyễn đánh nắc như củ cải bán tướng đi xỉ nhục tướng tù của Nhật. Đừng có đổ. Trời ơi. Còn mấy cá mày. Bắt đầu cay nhá, bắt đầu cay nhá, hãy nó tiếp tục nam nhá. Tôi bảo anh em chửi thật à anh em. Tôi bảo anh em chửi đùa mà anh em chửi thật à. Bắt đầu cay á. Bắt đầu cay á. Đúng quá. TikTok nam. Hello anh. Bắt đầu cay đó. Má chi hạt. Chi hạt với anh em xem. Đủ má cay đó. Mày đang muốn nắp thì muốn lách nhưng sợ chứ. Có cái gì mũi ấy. Nguyên Công Đức, ai top 77 nắc vậy, mấy đứa ai đánh nắc 13 vậy. Bắt đầu chi hạt này, bắt đầu cú rồi, cú rái rồi. Chơi đi. Bỏ đi nó qua hết đây này. Mày đi. Tuấn, tối nay làm chuỗi thua 10 đi ngủ cho ngon. Bắt đầu để chơi chơi chưa hạt chơi. Our base tower is under attack. Còn rất ít. Your tower has been destroyed.
Thái niệm không ạ? Thái điệu, thái điệu, thái điệu. Ui cái giáo. Bắt đầu chơi hạt nha. Bực rồi đó. Em sang bắt đầu bực rồi đó. Thua nhiều quá bực rồi đó. An ally has been defeated. Thôi về đi cả nhà. Em đi lẻ nhé mọi người ơi. Nhật Nguyễn, chị Google có người yêu chưa? Chị đã làm gì có người yêu Nguyễn ơi? Đồ má, mấy thằng này có đi chơi ngủ nữa. Mệt luôn. Ui giời ơi, cú dụ tin 1 trượt, tin 2 trượt. Tuấn Tuấn, hơ hơ ha ha. Game. Quay lại luôn thì còn chạy đi không cóc. Quay lại cho nó biết mặt ngay. Thằng ấy nó vẫn tiêu rồi, thằng ấy vẫn tiêu rồi, chưa đấy. Không bị dùng á. Our base tower is under attack. Mẹ nó khỏe đến độ giết không được thằng nào. Cái đi. An ally has been defeated. An ally has been defeated. Đây là mẹ cái game của đéo gì nhờ? Ơ. Our base is under attack. Đây cái kiểu bùa gì ấy? Mẹ mày có chơi game kiểu gì đấy? Ôi dồi ôi, này cái game kiểu gì anh em. Ôi dồi ôi. Để hôm nay em chơi game rất gì mà. Cứ bị đép đép kiểu gì nhỉ. Bị mẹ đánh được. Ủa. Điến sao à? Như hình dung ra em chơi game chủ. Nếu em đi AD nhá. Nếu đi rừng gạch nhiều quá. Nhật đi, Nhật vô đúng không? Ờ, Nhật kia đây. Nhật đi rừng được ạ. Cú đi SP anh ấy chú.
sát thương Trang đi SP cho anh. Đánh mũi rồi. Anh kè ném đi đi. Đi đi. Cấm nắc luôn kìa. Đánh nhau tào lao vãi phút kìa. You better stay out of my sights. Your team's turn to pick. I need it still, yeah. Anh Giang tắt mic rồi hả? Vất vật mà. Mọi người nghe không? Từ làm phép thế hay là từ liên thủ phun thủ thì được. Ups. Phù xong Giang, Giang chắc tức đấm. Trời ơi, mình đang nói chuyện với cái nó mình chắc thích. Là mình tưởng mình lúc này. Từ liên phép nữa thì Nguyên Công Đức lại thua à? Nó là cái đặc sản của cây rồi. Chú mày đừng có hỏi vậy. Nó là cái đặc sản của cây giỏi. Nó phải thua nó mới chịu thắng, không chịu được cứ phải thua mới chịu được. Ten seconds remaining. À, mượn nick nó vào chơi mẹ mày. Sao hấp này đi hiến sao. Coi vào giờ đi đúng lẹt rồi, cho nhập đi ấy em đi đi. Trần Thư Trang thua mới vui. Cái này thua mới vui luôn cóc. Trần Thư Trang thắng mất vui. Mà này là chim đâu nói nhiều, tụt con mẹ nó bình bình lắm. Mấy cái thằng hay đánh cùng mày trước đâu hết. Thằng nào? Quận đang kêu kìa, mấy đang kêu kìa. Một ông bên Hàn không chơi được. Chào mừng đến với Minh Nguyên Vô Tân. Còn Huy sợ ma, này bị bóp nữa rồi, vui quá đi. Không phải đâu, này anh ít tương tác mọi người nó không nên view được đâu. Mai khỏe tương tác mọi người view lại ok ngay à. Này mệt quá nói chuyện cũng đỡ lắm mấy con. Ra khi mìm không mìm. I don't kill. I execute. Tật cái gì nữa trời. Khi sợ ma, dù sao cũng vui. Rồi, lại còn đi vào đây kinh nghiệm nó làm cái gì biết được bạn em mà. Stay alert. Humans have brought nothing to this world but pride. Rút lui. Cả đánh kéo nhìn má phải đi. We carry out his every wish and command. Mà đen không ghê vãi. Mình thấy mình cảm thấy mình vui. Ôi tiền, tiền nhiều mà anh ơi. Please, keep the blood from your kills to yourself. Our Slayer Lane Tower is under attack. Our Dragon Lane Tower is under attack. Đâu
rồi, chú boss rồi. Má thằng ngao em luôn, combo một phát đi luôn. Rồi bỏ, đi bùa đi biển vượt thành. Let the cleansing begin. Tấn công tướng địch, Annette. Đéo giờ thằng Vedet nó đầu. Our Dragon Lane Tower is under attack. Tấn công tướng địch. Vedet top mà, dừng nó thằng ngao mà anh khen. Anh biết rồi, nhưng mà thằng Vedet nó mất rồi, sai. Nó bảo là thành vượt thành. Nó lên rồi, ai chả biết là chết, nó lên rồi. Our middle lane tower is under attack. Từ đánh này, đánh ra, từ từ, vụ làm gì? Ra đi, đừng rồi. Vãi luôn, chuẩn. Em bảo là từng vụ làm gì? Bảo ra đi. Xem nó có sức mạnh đừng đi đâu. Má, con bắn heo này chưa có đâm tay. Slayer lane tower is under attack. Nguyễn Quỳnh Long, hết ván em vào. Bảo từ từ em lên một tiếng xuyên giáp đã, mình có giáp chứ. Đánh hồ hồ. Hai cơ. Đúng tiếng từ thôi. Thế đéo nào di chuyển kiểu gì nhở? Đéo đéo ăn di chuyển anh em ạ. Nguyên Công Đức, lần nào vô team đều bị ép là sao cha? Đánh pick chất tướng lết thì nó chả ép. Này nó lại nọt, ở đây này nè. Ôi đẹp chưa? Lồn phá mày lệ. Chơi game mình pick chứ phải có hai con đầu bên có pass được thì mình không ép. Xem nó vét vét ngay. Cả thằng ngon rồi nữa. An ally has been defeated. Được luôn thì mẹ kề bãi sao. Em chói nó chết chạy. Nó lại vào. Cô bỏ bỏ em rồi. Bảo ôm farm đi. Bot bỏ đấy đi. Bot 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 nó đi. Cái thằng này bot bị ôm. Thằng Giang làm cái gì để Giang không có đấy xuống nó kề được. Ôm nó làm cái gì. Ôm nó ngủ nó ngon. Bot nó chạy toàn sang bên đây ép bùa. Ôi trời ơi. Chuyện bắt đầu. Bỏ thằng Giang đi. Theo rừng nên đi theo đánh đâu đánh đấy. Thằng Giang nó farm hai lượt hết con lính rồi gì. Bỏ em biết chơi với ai anh em. We carry out his every wish. Và đi em ở trên này đi cho nó là cái gì. Thế nó hiệu linh luôn. Ai cả chưa. Còn bây giờ chơi game bút bẩn lắm. Mày áo đánh 1-7, 1-6 chơi bời gì em. Bỏ lên farm đi. Xuống mình còn xuống lết không à. Cái lồn mẹ nói đéo nghe đi. Cứ ôm ồ một lẹt đéo hiểu kiểu gì luôn. Nguyên Công Đức. Nó để cái mắt lên vô cái tao chuyển thế. Di chuyển thế đánh kiểu gì được. Từ từ đều các của nó hết. Em Giang cho mày lo, em Giang tập vấn đề chứ cái gì vậy á. Di chuyển vậy đánh cái sao được. Mẹ nhìn nó theo nó di chuyển không? Kéo mình đi ôm chỗ. Má không đến ôm chi cái ngủ. Hết máu luôn. Your tower has been destroyed. Bảo rồi, pick update thì chỉ có farm đi. Ôi, nó đầu game nó mạnh, cứ đẹp cái gì chờ nữa. Rồi, sao pick tướng được pick mới có lết nhiều quá. À, dừng phế đánh tức thực.
Quỳ sợ ma, ba phép. Chói nó lại, chói luôn, chói luôn, chói luôn. Đấy. Mà không có giảm. Aoi. Mà đeo ulti tốc biến phát trên công đức. Thoa. Không bùi gỡ. Cho ai chẳng biết. Our Dragon Lane Tower is under attack. Đánh nó luôn này. Từ từ, team mình lết, cứ đánh nó luôn này, đánh cái gì? Lui ra cả bố. Rút lui. Dragon and Slayer have the cannoneers have spawned. Về đây này, về đây trong này này. Nó lại mát, ngắm chất vãi. Please keep the blood from your kills. Cái cứ đuổi mình qua đây thì mình tìm mới sợ đi. Ôi, xong rồi. Đấy. Nguyên công đức, hên thoai. Vãi cả hên đấy. Cứ khi nào mình chơi Yaku bắn chết người, bọn này kêu mình hên đấy. Thể luôn mẹ bắn kỹ năng như thế. Ngắm không một vết xước. Lối đi ở đâu? Điểm, quân què điểm. Kèn đéo phàm thì yếu chơi game luôn mà. Gì mày nhìn tao đang farm từ nãy giờ không? Đúng mà. Tao bỏ giao tranh, bỏ hết giao tranh. Nhìn công đức, này thì bắn tim bỏ tật thả tim. Cả tim bình thường. Sắc hưng, để cái tim đi nhỉ. Tập xuống nha, đánh được nha. Thằng vẫn hên nó yêu máu nha. Không phải đánh được máu đấy, hai cái máy đánh được đấy. Mẹ Your team has destroyed a tower. Riêng Yasu hết nhá, cân mọi kèo. Đây là cái game mà không biết được cái gì á, Giang đẹp trai. Giang đẹp trai. Đamit đem đi nhé. Một trong những cái tên cực hay đó là Giang đẹp trai. Quỳ sợ ma, định đổi tên game mà không biết đổi tên gì. Đổi tên Giang đẹp trai. Thằng nào ai chết nhá. Your team has destroyed a tower. Yo, I'm coming back, baby. I'm coming back, baby. Here, here, here. Our middle lane tower is under attack. Võ Văn Nhật Minh bán con mèo mèo không em. Con mèo 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 mèo. Game này thắng rồi ạ. Game này đánh cái gì phút này là biết được win đấy. Không về đâu nhỉ, không về đâu. Rồng. Đừng bắt của Giang, cái địt con đi. Thế thế nào? Rồng buộc này. Bùa ra sinh ra anh đấy. Năm đánh một không chuột cũng gãy răng chơi. Còn mẹ là bắn hệ là lúc đấy tư ẩm giờ của lại chẳng hoa. Tấn công tướng địch. Valhalla has been defeated. Ultimate.
mid ở nhà kìa. Nói thật bạn này nó nút đéo thua sự. Sao lùi rồi đi. Đây này. I don't kill. I am. Ok, bóng bị kill mà. Ôi, vụ ra. Nó về rồi, nó về rồi nào. Cái lục mẹ kia thằng kia đóng thế nhờ. Sang ngang nha. Mà nó bụi kìa ấy. Bụi đó, đừng có đâu. We carry out his every wish and command. Đặt cái mắt đây đi. Yên tâm, tốc đấu mà anh kèm. Đấy nghiêm túc cho anh em xem này. Tấn công tướng địch. Barret. Tập trung, sắp giao tranh. We face one shot. Like a enemy legendary. Mẹ bắn thằng kia mà đéo chết kìa. Cái luôn mẹ bắn nó vậy. Để tôi chủ nhà. You have defeated an enemy. Đéo chết hai cái mình kìa. Thế nó giỏi chứ. Thế nó biết giỏi chứ. Our base tower is under attack. Your tower has been destroyed. Cái nhiều bạn rồi. Kìa nó bụi bùa xanh, nó bụi bùa xanh ra. Bắn bụi bùa xanh. Bắn nó bụi bùa xanh. Có bụi bùa xanh. Có cái nịt. Qua đọc ở đâu đây? Kìa tôi qua đọc ở trên. Cái nịt mẹ súng đều rồi. Bỏ sang ngay ổ đâu. Bạn ai bắn bắt thế nhỉ? Bụi rồi kia, không mày. Này luôn này luôn này. Muốn đi đấy. Này nó trong bụi này. Chiêu gì nữa bên đây đâu? Đánh luôn. Bụi trên đấy, đúng bụi trên này. Bụi kinh công nha. Bình thường kinh công. Trời ơi, ôi, tưởng nhật chơi làm multi lên. Kinh công. Bỏ nè. Đấy, từ từ anh đến có lính, đến có lính. Từ từ nha. Nó đu đấy, Thằng nào đi về. Để con lính tiền. Bắt lẻ nè. Được mày ăn được. Chưa bắt lẻ cho ăn được đâu. Mẹ súng tin rồi để bắn ghê hết. Rút lui. Mẹ trong bụi kìa. Có thể mắt kia chết mẹ rồi. Không em bắn thì bọn ỉa luôn. Ôi hay quá nhiều rồi. Bỏ cái câu mình đừng có ăn cố. Không được anh két. An enemy has been defeated. Má thằng Mỹ tức thảo mình phát chết luôn.
Ultimate. Win luôn kỳ công. Em đi AD nó khác một thật chứ. Mẹ nó. Không có khi bỏ đi rừng chứ. Em sang khi bỏ đi rừng. Cần hỗ trợ. Về phòng cũ nhá mọi người ơi. Về phòng cũ chơi nha. Em lười tạo phòng khác ấy. Em giả lại sao mọi người đêm nay vậy. Victory. Hai ngày. I'm telling you. Mở lên một phút 30 giây. Ủa sắc hương sao lại áp vào rồi? Từ từ mở lên xíu nha. Ủa sao như một sữa bệnh làm xong rồi đéo phun nhỉ? Lai đến mấy giờ vậy anh Giang? Nó đang mấy đã 12 giờ cún rồi. Cún. Trần Thị Thanh Tô, đi ngủ đi mọi người. Anh em đi ngủ sớm đi mọi người, hôm nay em mệt quá em đỡ công tác được mọi người đâu. Làm tí stream mua xì đâu. Cậu. Đừng có pick nhiều lết nhá. Anh em đừng có pick lên nhiều lết nhá. Mẹ em cứ đi lết ra. Welcome to the shark tank. Pick lết nhiều quá không đánh được. Cô Giang đi ngủ tem rồi đi ngủ. Cô Giang đi tem rồi đi ngủ quá. Xuyên đêm đi ra hả, mai còn phải đi làm. Your team's turn to pick. Mai còn thứ ba nữa. Đứa này sớm quá. À? Nguyễn Quỳnh Long, chúc cho Giang có chuỗi tím. Nãy đánh 4 trận thua cua Long ạ. Đánh từ năm 2 sao tới 4-8 sao Long. Bây giờ mới thắng được một trận nữa Long. Long chúc như thế là đéo được rồi. Long chúc như thế là đéo sinh chín rồi Long. Long chúc như vậy là Long đéo thương gia. Ok Tú ngủ ngon em ơi. Ai là Ubulo sẽ bèn à? Trần Thị Thanh Tô, đi ngủ đây. Ender lớp ngủ bù phát cả Ender lớp ngủ bù á. Mai tương tác mọi người lại nhé mọi người. Mai bắt đầu khỏe lại tương tác mọi người. Cộng ngộ không mà đi support. Cộng ngộ không mà đi support. Như này em nếu hiểu sao em mệt quá, em không muốn nói nhiều. Giọng nó kiểu đau họng quá. Hay là Covid. Hay có lẽ là Covid nhỉ. Người nước không khỏe quá. Phải lửng đi kèm một nặng ạ. Chịu rồi. Chịu. Chịu cái nào còn chịu. Nể luôn. Chù nát rồi. Nể luôn. Em xa rồi. Học rộng quá. Trước thời gian thì khác. Tôi sẽ cắt chọc anh em. Mới được cắt chọc. Mới được cắt siêu chọc. Trần Thị Thanh Tô. Ai cho người kia đặt tên cún vậy? Thích người ta thì người ta đặt em. Trời ơi. Nên cái ta người ta đặt bây giờ người ta đấm cho ạ. Tiêu của ta người ta đấm cho. Chào mừng đến với Bình Nguyên Vô Tận. Trần Thị Thanh Tô, cún là tên em mà. AOG cún bài làm nick vãi. Không nọ chơi nick gì nhỉ, quên tên. Business, nothing personal. Nhật mà lúc cũng phải đánh, ghê mày giàu sao Nhật.
Giang đi AD khác bọn lắm, Giang đi AD khác anh Ken lắm. Má, anh Ken đi AD ngáo vậy đi. Nó sẽ đi vậy. Đi rừng tùm ngáo á. Má, không phải anh Ken thấy rượu, anh Ken đánh buồn cười thôi. You gotta roll with the punch. Thầy liệu đánh kinh lắm, đủ quá. Tụi Ken, tụi lên Ken. Tụi em đánh. Nhà không có gì ngoài đích. Tôi đang phân vân giữa việc săn skin với việc mua skin đấy nhá. Cái gì? Đơm thủ gì nữa? Anh em chờ cái gì nhỉ? Tôi hỏi anh em chờ cái gì? Thằng này yếu rồi mặt chơi đi không? Thằng Vuka này đầu game nó như của con robot vậy hả? Chơi đi. Thấy không? Em bảo em đi AD không cần giống anh Ken luôn. Cầm stream lết tướng mà đánh lết thế là mai em sẽ làm một huân huy chương. Má tụt lên. Một đấm nó cú. À chứ quên. Một đấm nó lên giật. Hai chữ giật. Ai nè 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 nè. Relax, you can totally trust me. An enemy has been defeated. Từ cuối đấy. The dragon and slayer have appeared. Yeah. An enemy has been defeated. For your thoughts. Ông kia không ai mừng Tú à? Tú chưa bước chân đi đâu rồi? Dragon has been defeated. Slayer has been defeated. I'm gonna just pocket this. Our middle lane tower is under attack. Our dragon lane tower is under attack. Walk through town. Strictly business, nothing personal. Elshu! Chúng nha! Chúng tường mới đau. Chúng là chúng tường. You gotta roll with the punches, son! Chúng ta làm gì? Chúng này! Bây giờ mới là chúng này! Ok, đây em biết anh chó rồi kìa. Bây giờ chúng ai? Bây giờ mày chúng ai? Chúng ai? Chúng ai? You can totally trust me. An enemy has been defeated. Our Slayer lane tower is under attack. At your service. An enemy has been defeated. Nhận trên game 3 ulti tốc biến các kiểu của chiếc thằng Esu đến khổ. Ulti tốc biến hồi máu từng trị biến về bấm hết bên chiếc thằng Esu. Chán. Our Slayer lane tower is under attack. Thấy không? Your team has destroyed em mà đi AD làm gì để cho con nét đường như anh em. Em xin bùa xanh kia đây. Anh đi, anh có bùa xanh rồi, anh cướp bùa xanh của nó thôi mà. Đơn luôn rồi đúng quá. Ông anh to mình thì không ăn thì ngại ông anh quá, thẹn luôn anh. Thì ông phi trả chí mạng con đéo nào. Relax, you can totally trust me. Ôi chú ơi. Ui, trong bụi em ơi. Vẫn trong bụi ạ. Trong cái bụi đó. Để tôi hồi máu đã. Alo, cái đéo nó vẫn ở trong cái bụi đó. Đây là bụi chơi này. Phạm Bình Minh, lẹ lẹ ván sau em đánh thề không fit. Ôi, mai Bình Bù đi mai. Strictly business, nothing personal. Mình chơi game 2 game 1-7 với game 1-6, anh sợ Bình quá. 2 game Bù nhà mình. Ăn ngủ nghỉ trên giữa em. Ui giời ơi. Swings out. Penny
for your thoughts. Your team has destroyed a tower. Your team has destroyed a tower. Phạm Bình Minh, sao cứ nghĩ xấu thế nhỉ? Hai game đầu hơi bắp bần. Anh vô xanh rồi. Ôi trời ơi, lại được ăn vô xanh rồi. Ôi thằng nghĩ đu hách map nhưng mà không hách được em. Thấy chưa? Em như kiểu em cũng duyên DAD rồi đó. DAD mới thắng rồi. Đéo đi rừng toàn thua thôi. Nay giải sao anh em đi ngủ nha. Không giải được sao anh em không ngủ. Đêm nay không. I'm gonna just pocket this. Chúng chưa? Nghe nó bị giáo phải như thế chứ. Chúng tiếp này. Chúng chưa? Chúng chưa? Chúng tiếp này. Đánh kéo. Chúng tiếp này. Chúng thật chưa? Rút lui. Chúng tiếp này. Chúng thật. Thế phi chưa chưa sửa thế nào. Lấy giờ sửa thế nào. Huy sợ ma, anh lớp yêu chuột chuột. Chúng tiếp này. Còn cái này. Là I love you chuột chuột. Máy, máy nào bê đê rồi em. Chúng chưa. Chúng xong rồi. Chúng tiếp này. Cannoneers have spawned. At your service. Phạm Bình Minh, anh Giang set lớp không anh? Set lớp với gái, set lớp, set lớp với trai, set lớp gì em? Anh vẫn còn một tổ lớp set lớp á. Nhưng mà anh đéo hiểu rồi, anh chưa set lớp với ai mà sao anh không khung nhỉ? Như kiểu đẹp trai quá nó tự tôi khung như sao em? Chưa set lớp với ai mà nó vẫn khung. Vừa sang cái nhà Gan đi ra này. Cái này là thằng gấu nó chưa ăn con bùa xanh nào hay sao? Ôi trời ơi, má tức biến. Hai giờ tính ra phát xếp đất lực đã đổi. Đổi gì tính xếp đất lực không? Ủa nhưng mà sao tôi chưa xếp lớp với ai mà sao tôi đã có cái khung xếp lớp nhỉ? Hay là do nó biết mình video nhỉ? Ai khi nào nó biết mình đi lên nó cho mình mẹ luôn. Chứ nó chỉ giúp mẹ nhé chị. Được á? Là sao được cái gì? Đường đường ăn màu xanh nhá, xin màu xanh. Thằng Nhật. Udorashi shumimen hoshomeden vidoshuno. Ui giời, ngon. Non từ có ăn một sách non ly thật sự luôn á. Không hiểu tại sao ngày Tân Nhật có thể lên chiến tướng. Non từ một sách non ly. Ui trời, vẫn đeo mắt được. Đâu ăn được rồng cho tiền cho này. Ăn được rồng cho tiền này. Phạm Bình Minh, thôi tí em vào ván anh cứ ép đi. Sao? Anh cứ ra đây đi á, tem phun mẹ rồi. Anh đi tìm cứng luôn nhưng mà muốn đủ thêm nữa. Mai chơi đi, mai chơi em. Dark Slayer has been summoned. Mình cứ mất tâm lòng rồi. Thẳng dựt nó kéo ra. Úi dồi. Má nhiệt lòng ghê vậy. Đúng rồi. Ui thằng em phù nhanh nha. Thằng cái xù nhanh cái nha, chậm một giây đi cả đời luôn ạ. Chú mình mạnh à, lính thôi là lính. Cái lồng mẹ thương chúng quá.
cái lồi má view đang to vậy. Ơ, lên đam năm to chứ. View đam siêu to. Sương chấp kịp. Mẹ. Cần hỗ trợ. Blue của thầy. Chàng tiểu cung là sao? Thủ cao lên. Có lấy được cung đam mạnh mà. Tập trung, sắp giao tranh. Thế mai anh nhá, bọn gái chơi cùng đây. Ờ được, hợp lý. Đang thở sạch lại. Đang bị sống lên đấy. Mày đối nhập thế. Your tower has been destroyed. Cái gì đấy, đủ má. Mày để tắc của xanh đâu mà. Your tower has been destroyed. Quay nó rộng rồi, đang bị sụp này. Ăn gầm xong cân nặng này. Đúng rồi. Phạm Bình Minh, cách để bảo vệ rừng ban pick ưu tiên cấm nhang. Ờ, bộ xem là này. Quy luôn nha, quy luôn nha, em quy luôn nha. Chưa được quy được không mới là vấn đề. Chào chưa. Ủa chúng chưa? Mẹ hết não hết rồi. Ủa kìa đấy, không kìa đấy. Enemy onslaught. Không bắn rùi. Chào con mặt nà, chào chưa được. Ôi cầu này, không cần. Thế luôn phi giáo. Công nghiệp ạ. Nothing personal. Cứ chơi thôi. Em sợ bí thằng này Ken. Có lồn mà nào mà cứu. Thì bỏ gì mày bảo bỏ đủ mà. Chúng mày ăn mà nào của tao, tao lấy gì mà nào tao đánh. Thế thì anh bỏ anh phải bỏ mà em cứ đứng em phì rồi. Để mình ăn bùa cho. Anh không còn mana. Thì anh phải côn là bỏ ra ngơi để em cứ đứng em chạy đi. Em cứ đứng để em phì mà. Mẹ rồi. Cứ đứng ở đấy phi, thằng em cứ đứng ở đấy phi rồi mà. An enemy has been defeated. Crit mẹ su kìa, phải lùn. An ally has been defeated. Our middle lane tower is under attack. Mà thằng ở trên đờ, cái ngay mà. Thôi chứ nghiêm túc rồi. Mày về đi, đứng sau thằng VDS không đứng. Thằng Zuka chết rồi, lên đi mọi người, sợ đeo rồi. Đúng rồi đấy. Bỏ nha. Bỏ đi đây, đây, má lốc nhảy đẹp ở đây, đây. Không phải sợ đâu, chơi đi. Ui, mẹ đang lên đàm. Phải lộn. Má lốc lên đàm. Phải lộn, má lốc lên đàm, bảo sao. Ui, chuyên chủ cái gì đấy. Chúng ai không? Anh có băng xương nha. Relax, you can totally trust me. Em một cung này. Đóng con mẹ mình đi tìm anh hoàn chơi nhau. Nó độc. Không về rồi nhưng đâu. Tôi tưởng em ơi. Slims at your service. Mạnh lắm. Từ từ em ơi. Bây giờ em giáo chúng mới chơi thôi. Chỉ có thể là sở đi giáo chúng mới được thôi. Anh Ken đây bên này, để bọn em đây bên này. Từ nhá. Strictly business, nothing personal. Ok. Ơ, từ thiếu người. Cái gì vậy? Cái địt mày có cái người bằng xương đéo bấm. Mẹ mà cứu người rồi cả nhà ơi, đánh ẩu quá ẩu luôn. Penny for your thoughts. Mẹ thằng cái đuôi nó chụp đau quá đi.
Bỏ cho đôi. Bỏ nha, vừa nó kẻ chết đấy. Nó vào chủ đi đánh. Má, anh cũng nhận cân nằm vậy là. Đéo mấy cù. Mấy cù ấy, mấy rách. Bỏ cho đôi, chết quá trời ạ. Lên chết á. Đổ má. Tôi mùi đông lắm nhỉ ạ. Bụi trên này đông này. Trên kia đông nhỉ. Bụi này chết chết kìa. Từ từ, từ kinh công nhá. Kinh công ra ra, ra ra từ từ. Kè, kè đi mình anh em, nhìn anh em kinh công nhá. Ăn được cứt 10 ngày ạ. Kè đi, kè đi. Kè là kè, đừng để nó về đây nhá. Một pha combat đỉnh top. Our infinite slayer is pushing. Triple kill. Ủa, ai chơi Selene nữa? Ai chơi Selene nữa? Ai chơi Selene? À, đánh cái Selene hết cụ. Gian áp ca. Sao game đánh đánh sao đánh game dễ thế. Má cầm Selene phi nhiều phát nó chín lắm. Nhiều pha phi nó chín lắm. Nó khét. Tố cáo nó đi, đủ mà tố cáo mà cả. Thằng này phải tố cáo quá bự. Chết con mẹ. Lại chiến tướng ngay gì đâu mà. Mùa này em lên 7 lần, 7 lần chiến tướng, mùa này em lên 4 lần chiến tướng anh em. Đồ mà đi kìa lên 4 lần chiến tướng rồi đó. Tố cáo. Đi tiện tố cáo là bấm vào cái bạn ấy, phải cứt. Ui giời trời, trừ có 9 uy tín. Trừ có 9 uy tín anh em, đấy vẫn là thua. Phải trừ 15 đến 17 uy tín như xưa. Cái này dừng đi, chậm nhầm. Có được nhận được dừng rồi. Mọi người thấy Asu đi em bắn đã tay này, đã cái lư luôn. Cái gì vậy, cấm nặng chi vậy? Sợ em bị nặng quá. Cấm này, cấm mà ơi. Cấm mất Asu rồi em. It's your turn to pick. Hanate kiểu gì trên nhỉ? Anh Ken nhỉ? Ừ, Hanate kiểu gì trên? Hanate thì cần con cơ động mà đánh là được. Cơ động á? Vio cũng được. Đồ rồi. Vio cũng được, Slim cũng được. Cứ con nào cơ động đánh nó được. Mà đây em bắn Vio cho nó cho em xem thôi. Ghê lắm, chơi này kinh lắm. Choáng, để không choáng thì đánh được. Mấy thằng chơi game mà tố cáo lúc đấy là người ta nói, còn anh em mình cứ tố cáo. Mấy thằng chơi game mà tố cáo vứt đấy là người ta nói, còn anh em mình cứ tố cáo. Mấy thằng chơi game mà tố cáo vứt đấy là người ta nói, còn anh em mình cứ tố cáo nó. Nó sao? Mày biết cái gì anh đéo hiểu luôn đấy. Đéo hiểu luôn. Ui vãi cả lên nữa, pick được game Benet, pick được game Violet thì bọn nó pick tanh giống tả được. Tanh, này... tanh những cái Violet nó xuyên ra nó bắn đọc đau. 3 lần cũng không cái gì. 3 lần không hiểu thì thôi đừng cố. Người yêu vừa rồi, người yêu cũ nha. Cái gì?
Người yêu vừa rồi và người yêu cũ yêu nhau và làm đám cưới. Người yêu vừa rồi và người yêu cũ yêu nhau và làm đám cưới này đéo. Con mẹ là thằng nào lại ghê phết. Việt ba tỏi. Người Việt Nam mỗi khi em vui buồn lại, vậy tại sao cất bước ra đi? Cún AOG cún. Sao không phải là AOV mà là AOG? AOG ý là Liên Minh đúng không? AOV là Liên Quân đúng không? Có đúng không nhỉ? Có đúng không anh em? Chào mừng đến với Bình Nguyên Vô Tận. Bình Nguyên Vô Tận. Ao yếu nhá, ao yếu nhá. Ao yếu, ao yếu. Rút lui. Ao gọi là ký tự của bạn. I never miss a shot. Cần hỗ trợ. À điện thật. Cái cười lan nó. Cái cười lan AOG này như mình gặp phải đâu gì ạ. Trên nó kiểu trên bốc Facebook cái sao ấy. Ăn mẹ bù xanh bây giờ. It's all skill. Ủa. Nó cứ bùa đỏ này em ơi. Đồ gốm ha, ăn được con chim sướng lắm. Tuổi đi ăn chim. Tuổi đi ăn chim. Tuổi đi ăn chim. Nhờn. Nhìn thấy tao sang rồi mà. Thằng nào đây bắn chủ này. Mẹ tôi cứ chủ mặt thẳng. Úi người tôi dã. Không cần về đâu anh em, một mình tôi chưa đầy cân nam. Let me take the shot. Cứu xong, cứu. Ui, nửa cân. Cứu. Bỏ lên đó, bỏ lên kìa. Thì vẫn chưa lên multi cái lồn mà. Hai em DAD phải lên multi rồi đây. Ui, DAD 1k tiền, đi dùng 900 tiền. Chỉ có thể được nhờ. Công nhân cũng căng. Target. Đồ. Dragon and Slayer have appeared. Mình. Ủa, TikTok thương kìa. Chứ sao rồi, cái này bắn người ba tỏi niệm luôn. Đừng lắm, đừng lắm, TikTok thương rồi đó. Slayer has been defeated. Ai? Dừng ai là sao? Sổi ôi, tuổi gì bắn chị? Chị chơi bắn hình quên. Cái icon của mình toàn icon team với hồn, nó sợ quá đá. Cái này hồn này. Cái này hồn này. Cái này cũng hồn này. Mãi cả lên luôn. Chưa kịp gãy chết luôn đi. Qua nè. Mà nãy giờ chưa lấy dừng một canh phát nào đó. Rồi mình cũng ối rồi luôn. Ngủ với mẹ không? Our traveling power is under attack.
Cùng mù đúng mèo mượt như trong tranh. Thế đi áo nào mấy thằng này chơi game cứ lúc lùm nhở. Má chân bẩn nếu tạ được chân bẩn. Tấn công. Má an enemy has been defeated. The iron defense line has disappeared. Mới điên ra, mới điên. Send in the ballista. Ra mà biết được không? Chả biết bài điên ra hay bài điên dương. Nghe tên là dương. An enemy has been defeated. Find my mark. Ủa em tên là dai hay là dương vậy đấy? Quay bắt cái trưởng bộ tinh dương. Sorry nha, không biết anh hội tinh dương tinh dương hay không. Trời, để nhận tên tinh dương. Tí tất tinh. Ultimate. Your team has destroyed a tower. Let me have a shot. Hello Ngọc Cú Tê. Tê ra quần. Hết mana, ai hết mana. Yếu siêu luôn. An ally has been defeated. Đang tới. I never miss a shot. Mày kèn xanh vãi lìn. Nó ngủ thật nghe. Our Dragon Lane Tower is under attack. I always find my mark. Whistling to the sky. Ultimate. It's all skill. Đang của tam, đang chúng tôi lên chơi một chơi đi. Thằng cái lồn tốc biến. Bu chết. Your team has
have destroyed a tower. Cái địch mày thằng Carisi nha. Bắn tăng ngay thì nó bừa cho chết. Chọc. Con mẹ đánh về thế. Ulti. Ủa. Lên VTV 1 nha. Lên VTV 1 nha. Cái thằng con mẹ bạn ai đánh về đấy nhỉ? Làm gì khi phối máu? Sao? Mày biết bố tao là ai không? Your team has destroyed a tower. Đổ má. Your team has destroyed a tower. Đổ mất quân đó. Rồi đi. Cô anh win luôn. Quá nổi luôn. Lồn. Thôi về cho mẹ ơi, cho mẹ ơi, mẹ về con mẹ. Đây là công ty đấy. Má kiểu hết kìa. Đang đâu lội lên mà chỉ có ai thôi. À, mình gặp em Giang rồi. Má sửa đi chất lắm. Win luôn em ơi. Pin công em, win luôn em ơi. Công em luôn. Thằng kia này đánh công. Công đi à đi. Công ơi. À đi thằng anh cứ tương giờ đi đấm mình trận này. Công ép win được mày nha. Ép win được này. Cun thẳng luôn. Hợp luôn. À, bỏ lạc. Chờ em thả mít. Đọc tưởng em chờ em thả mì. Lộn em, tao đi chết luôn. Mẹ lộn một phát chết mẹ đấy. Đã chết. Tắc tắc cấu nó gần hết. Thì nó bỏ lạc bảo nó gần nhéo. Bỏ này ở cửa nhà. Bỏ này ở cửa nhà anh biết không? Bảo mẹ Queen lên đánh nhau. Let me take the shot. Còn Giang là còn cữ. Mất Giang rồi, cứ đi xong rồi. May quá. May là đéo đủ phát lên phải đi luôn á. Phát là miệng luôn rồi. Ok kìa. Bắn được mà. Em biểu tất cả gần được hai cái trụ. Còn đúng hai view, hai cái điện thoại của em. Hôm nay chúng ta ít quá, không để được đề xuất đi gì ạ. Rút lui, đang tới. It's all skill. Quá được mù rồi. Acquiring target. Anh vừa xanh nhỉ.
ăn nhiều đấy bạn đâu quá. Hết mẹ nana rồi. Chẳng đời trời. Ui ông cóc ạ. I always find my mark. Có lộn thằng nào. Kelsey yếu chứ, Kelsey yếu chứ. Em ăn chết rồi đó. Huy sợ ma, nghĩ đi mai lại anh. Không, anh đang có việc ở trên. Anh đang ấy cũng phải like cố em. Không có gì nhanh bằng em hết. Từ từ đi ôi. Tại sao em chơi ra đêm hay thế? Tại sao mình ra đêm hay thế nhở? Đúng một chiến tướng thần phụ anh em. Đúng. Đáng lẽ ra lên quân phải cho em cái danh chiến đấu mà người ạ. Danh chiến tướng với em nó quá là nhẹ nhàng. Thật sự luôn mà nói luôn. Nó quá là nhẹ nhàng cái danh chiến tướng này. Giả lại sao cho anh em mới đi ngủ được. Má hạng 1 ngày, thấy không? Em thấy không? Đánh cái này nó ghê như thế. Huy sợ ma, con video này hack vàng kinh lắm. 35% tam. 35% tam. Bia đây đâu? Ở một cái tầm. Chà. Con video hack vàng không kinh mà còn neo su. Còn neo su đi hack vàng mới vịt, phải nhìn. Thế luôn anh em thấy mẹ su đi hack vàng mình sao? Đánh mẹ su hack vàng sướng vãi đái. Thôi để cho Giang liên tên em. Xong Giang liên tên với nhau hợp. Giang này 2k5 đúng không? Đúng rồi. 2k5 là tuổi gì nhỉ? Tí thuật thủy châu dần hổ mã mèo thìn rồng tị rắn ngọ ngựa mùi dê thân khỉ tuất chó dậu gà hợi lợn gà tuổi gà đúng không? À tốt tuổi dậu đúng. Ừ đúng rồi tuổi gà. Thế như cú đấy tuổi gà đúng không? Chắc cấm là cái gì vậy? Bảo sao chơi gà thế? Má bảo sao? Mình click trước mà cứ mình click cấm là kệ nhẹ thôi. Tuổi gà là bảo sao chơi gà thế? Hóa ra tuổi gà. À, bắt chức Violet à? Con lợn này kinh quá nhỉ? Quánh cái gì ra? Thằng nào chơi đi đó. Video đâu. Ra te số lại kèo. Con lên đít cũng được, con lên đít thì đánh ngay. Cúp của nó đi. Đấy cái này ngày xưa đấy, cái này nhiều vãi đái. Mà lại tranh Lily của anh kìa, anh lồn. Đấy cái này ngày xưa đấy nhiều. Tiền nãy gặp tiền nãy sao ấy. Đúng không? Đây cái bài cho anh em thế nào là biết thế nào là lấy độ đánh con Moren này luôn. Con Moren này lết nhá. Lấy nào em. Con Moren này lết nhá. Con Moren này không biết là gãy đó. Mèo biết comment gì hết á. Comment linh tinh. Má Huy sợ ma phân đúng phân cứng luôn. Ngày xưa anh có mấy thằng xem bền vãi đái nhá. Ngày xưa có thằng Nhật. Cái hồi đầu tiên live stream ấy, từ đầu tháng 9 năm 2021. Cái live stream là có cái thằng chơi là Huy sợ ma, mùa ơ cao chưa có biết chơi đeo. Ngày xưa, cái hồi ngày xưa anh bắt đầu anh live tháng 9. Hồi 9 năm 2021. Anh đi có xác định chuẩn đi, nó không đánh đâu. Tháng 9 năm 2021 là có thằng Nhật Nguyễn. Thằng ta ăn được bút mà. Thì bây giờ sẽ là chim bền với đủ để xem cái chim. Ngày xưa anh live nhá. Nghĩa là ngày xưa anh live một view ấy.
Nhưng anh chị like có 1 view thôi. Mà đi mẹ thấy nó ngồi nó xem, nó xem suốt ngày luôn. Mà đi mẹ nó xem bền mấy đỉnh cho nó xem nó đéo nản đâu. Xong bắt đầu cái ngồi anh bắt đầu anh có view, bắt đầu có tương tác rồi là bắt đầu nó nhô mẹ rồi nhá. Bây giờ đến cái lúc nào thằng có thằng Nhật, một thằng Đạt cũng hay xem. Nhưng thằng Đạt nó không qua vừa vào thôi. Nhưng mà nó lâu cũng vào. Hai đấy hai là xem bền mấy đỉnh thôi. Xong xem từ giờ, từ xem đến bây giờ là có thằng Huy, thằng Huy Lâm á, thằng Huy Lâm với thằng Dũng. Huy Lâm, Dũng, thằng Đức, thằng Tuấn, mấy thằng là xem từ bây giờ. Huy sợ ma, lúc đó em chưa biết không là em fan cứng tới bây giờ rồi. Ừ, lúc đó anh mới like, lúc ấy Huy chưa biết. Mãi thằng Huy, mãi lúc biết anh là bắt đầu chơi game với cùng với ông gì nhỉ? Ông gì HT nhỉ? Ông Minh à? Đúng không nhỉ? Xong hai em đi đá phòng bịt mẹ phít qua đuổi cụ ra. Chào mừng đến với Bình Nguyên Vô Tân. Đức Tú có cái giái. Bịt mẹ. Hai em đi đá live phít quá, bịt mẹ phít mẹ nó chơi. Cái vãi như một bịt mẹ thề. Gỗ hết giái thì bịt. Hai thằng đi đá live kia nè. Hai đứa lùn siêu lùn luôn. Làm kiểu ảnh là hai, làm kiểu ảnh siêu lùn. Từ đấy để cắt màn hình phát đã. Đứng quay vào nhau mới đẹp. Đây đây đứng như này, mẹ nó với cái trụ. Đây quay hết nhau vậy. Ấy, chưa kịp chụp trời ơi. Đây là cướp em ơi. Thôi được rồi, để nhau. Có ai cướp đâu, nó giúp mình mà. Đây nè, nó cướp này. Đéo chạy đâu. Get ready. Còn ngồi này nè. Hay quá. Cướp cái lồn, cướp. Để mình ăn bùa cho. Bỏ cái tật cướp không? Không biết chụp nào. Huy sợ ma, hai con nấm lùm. Bỏ ngay tật cướp. Hôm nay like thêm tương tác em ơi, Tú. Nó bó, nó không hiểu đến cướp. Livestream phải tương tác mọi người xem. Nghĩa là kênh tôi từ ngày xưa giờ tấu hài nhiều anh hiểu chưa? Thế là live phải tấu hài mới có view được. Chứ còn live nghiêm túc qua đâu có view đâu. Anh em để ý thêm không là tôi live stream mà tôi nghiêm túc, tôi chơi game nghiêm túc mà không nói chuyện mấy á. Nếu mà có view được. Nó cứ phải dẫn rồi, nó mới lên view được. Anh có ulti này, anh có ulti từ từ thấp thôi. Đánh có gì, khỏi luôn nhá, đánh luôn nhá, đánh luôn nhá. Our Dragon Lane Tower is under attack. Đây ngày xưa chơi game nhây hơn bây giờ nhiều, mẹ còn chửi tục em. Bây giờ anh bỏ đó. Bây giờ đỡ chửi tục rồi đó. Chứ ngày xưa anh chơi game anh chửi tục lắm. Hồi đấy anh chưa anh quen Ken thôi. Thế rồi quen Ken rồi là còn vẫn còn đỡ chửi tục. Our Dragon Lane Tower is under attack. Thì bây giờ mình xem bây giờ ổn view mà mình bị ít chửi tục đi. Chửi tục nhiều quá, bóp không tác. Our Dragon Lane Tower is under attack. Our Slayer Lane Tower is under attack. Này đây. Huy sợ ma, có anh Ken chửi rồi nên chửi ít lại chứ gì. Anh Ken bây giờ mới chửi tục chứ ngày trước anh Ken mới bắt đầu chơi game với anh Ken đã chửi tục đâu. Anh Ken ngoan mãi lồn ngày đấy ạ. Đéo chửi tục bao giờ luôn. Xong rồi. Đông ui đông thế. Đây hả? Đây hả? Mày chói bố mày chói mày trước cái lùn mẹ mày có phải hết chói chứ. Our Dragon Lane Tower is under attack. Anh Ken ngày xưa mới bắt đầu quen anh Ken không chỉ tục đâu. Anh Ken với anh từ bên TikTok qua. Qua trường nha. Không bây giờ anh Ken chỉ tục lùm này, lùm quay lại sau này nó full kill với em anh Ken ạ.
Mẹ bố nó náo thật. An ally has been defeated. The iron defense line has disappeared. Vẻ đẹp kéo ra của đấy. Qua vẻ đẹp của đấy ra. Ăn được thằng ấy rồi. Là đã ăn thằng Lily rồi. I prefer the shotgun approach. Từ từ nha, trên ôm nha. Để em từ ôm này chưa được, chưa được, đem được em luôn kem. Our dragon lane tower is under attack. Không giờ như vậy luôn. Đâu na na đánh con này na này. Tấn công. Giang thủ mít của anh ra, giang thủ mít cho, à giang giang thủ giang thủ dọc em để anh đánh. Our middle lane tower is under attack. Has been defeated. Đừng từ từ em ơi. Đây này, con Lily này, con Lily này. Con mít này. À, à này con Lily rồi, đánh anh cũng sẽ biến trò chả bá. Một đồ nữa đâu, thằng Yo em chấp 5 sản. Kỳ sợ ma, còn Morden này yếu vãi cả linh. Con Morden này mà yếu em. Đánh này cứ chạy về. Mồm đi kêu đánh này cứ chạy về. Ăn giờ luôn cơ. Con chó đấy em ơi, nó con chó đúng không? Đến điều này nó mất trụ rồi. Our Slayer lane tower is under attack. Em ơi. Your tower has been destroyed. Giật mình. Dragon has been defeated. Warm up. Em vòng đúng chí mạng luôn. Em biết kiểu gì cũng phải có 5-60 tạng không bụi em không bao nhiêu vào đấy. Thái số đốt kêu không? Anh kêu là không đi đến được mà. Cho thầy không đi. Đấu đó, bắt ngoài đâu. Từ từ nhá, từ từ nhá, từ từ em. Trong này mạnh cực luôn, bây giờ bị giảm nhiều đấy. Cái ngồi mà bắn bắn tại em à. Mẹ cái ngồi đấy nó trâu. Đây này, bút xuống nha, bút xuống. Này có chói này. Our middle lane tower is under attack. Team has destroyed a tower. Cho nó vào đây, chói á. Em cười trước mày con này chưa? Lên game con này không ai bắt được nó luôn. Thì sợ ma, Vio nó 5k vàng. Vio 5k vàng tuổi tí. Nếu là hỗ trợ 5 mạng đấy. Cannoneers have spawned. An enemy has been defeated. Your team has destroyed a tower. You have defeated an enemy. Ngày xưa anh cày tốt Việt Nam còn bị con Moren đấy. Quay vượt mạng rồi. Ngày xưa cày tốt Việt Nam này mà. Đấy cái này chắc tay vãi đi rồi. Ngày xưa đi con Moren này á, cái hồi con yêu con Moren này nó bốn độ tại mọi người mà kiên hai nó ulti choáng ấy. Ulti xong rồi đến kiên hai nó bị choáng ấy. Ngày xưa tôi kể tụi con này đi đường đéo sợ một thằng nào. Từ từ nó quay từ đừng lên cao nhá. Bây giờ vẫn đéo sợ thằng nào luôn. Từ từ đéo sợ cái một nó lụt chết bà. Nó phải kẹt được. Đưa cứ mấy thằng này thì nó kẹt được.
Ôi giời ơi, thằng Lyanna yếu rồi. Mà nói thì giống nghề. Yếu lùn yếu hai thằng. Yếu mà. Toàn ảo tưởng. Yêu rồi mà con Moret này mà nó từ từ thôi em. Nhằm về hết chứ còn quách. Kinh hai nó bị choáng ấy. Hồi đi đường đéo sợ thằng nào cũng đánh mày quậy. Bây giờ đánh nó ưỡng rồi, bây giờ nó đéo có choáng đấy. Như ngày xưa mình ulti xong mình quang phiên 2 là ulti. Bắt đầu đánh ẩu rồi để win rồi anh Ken. Đánh luôn hồi sợ nó. Em sợ nào đâu. An enemy has been defeated. Sao em hỗ trợ 6 mạng rồi? Dark Slayer has been defeated. Onslaught. Đây là cái biểu huyền thoại. Khi sợ ma của anh bật nhạc và the enemy Dark Slayer has been summoned. Lên luôn đánh luôn. Bắn cá mình của anh Ken quăng chiều đấy, em cứ tưởng nó dùng tin hai. Rồi. Đâu rồi? Chưa chơi đâu, con này mạnh mà. Không có chói nhá. Nó có chói đó, nó có chói mình rồi. Chói, nó đi ra anh chói chết bà. Anh có chói không? Tôi biến. Thì sợ ma, tắt nhạc đi. Có luôn tôi biến, anh cũng biến thế. Anh cũng chóng lắm thế. Hách biến lên chứ. Anh quật nhạc đâu, tắt nhạc đi. Your team has destroyed a tower. Sợ gì ơi hả em, ôi, con, em cần con Ren không phải sợ. Your team has destroyed a tower. Anh hết mana rồi, đéo chi mà đánh. Chơi luôn này. Ủa sao SP ăn nhiều mạng thế. Em vô trận bảy mạng anh kia. Sợ hãi chưa. Ừ. Thành luôn này, thành ngủ mạnh. Để luôn em cầm này chút rồi, không sợ một thằng này nó lại rồi. Thế đâu. Tao đứng đây tao nhìn để cho nó sợ cái này. Tao mà chói rồi. Đi cờ mẹ. Ui, thằng lồn kia. Mày đi vào đây làm gì vậy? Em bắn thằng Bill lên nhưng mà mẹ đau quá. Lụm mà đi luôn. Đi 9 cho 8 tiền. An enemy has been defeated. Chủ. Cái này là sao anh em? Thế không? Em bảo nghiêm túc là sao? Victory này. Làm bán nữa đi ngủ cho nó ngon nha. Ông tư bà bên năng kết hôn thì bình yên nơi đâu có thấy em chạy hạt cái nóng cũng được sao. Kêu con mẹ đánh ghê thật đấy. Kêu con mẹ chơi game muốn thích đấu luôn. Có ông tôi mà lên thì em 25 tuổi xuân cũng đã heo mòn. Má vòng quay còn chưa phun mới cày. Huy sợ ma, điện thoại nó bị chạm mạch rồi tự bật nhạc luôn. Không nhưng máy có bật đâu. Máy cắm dây không bao giờ bị bật nhạc. Anh em thấy không? Lưng điện thoại nhìn bóng không?
điện thoại nó bóng bẩy thế này. Mặt kính anh em ạ. Tôi dùng luôn, đéo cần dùng ốp luôn. Như cái mặt này rơi phát đi luôn. Niệm luôn. Mẹ điều khoản mặt đẹp không? Nhìn mặt không ánh này. Mai muốn ốp anh em, điện thoại rơi phát vỡ luôn. Mặt kính đấy anh em. 9 game nữa chiến tướng. Cấm gì anh tớ. Anh từng 1 game nữa chiến tướng thì anh còn bừa được cái 9 game nữa chiến tướng để đến sáng à. Trời ơi. Mai vô chơi, mai chơi. Mai chơi anh gọi ra. Khi sợ ma, mua iPhone 14 xài đi. Có thừa tiền để mua iPhone 14. Nhưng mà mua iPhone 14 về out of my sights. Đập nó sót, hiểu chưa? Khi anh chơi này ấy, lâu lâu anh kiểu anh bị tay của anh đập bùm một phát đấy, nó sót. Nhưng mà ai người muốn đập sót. Đập cái mai rơi cụ một bên mắt ra. Ba mắt đập rơi mẹ bên mắt thì đủ. Bộ này lên sướng 4 lần rồi á. Ra người hút bao nhiêu lần nữa. Đấy, lại cay quá đập phát lại rơi cụ bên mắt ta thôi. Mai thì iPhone mẹ. Lên voice xuống tòa. Đánh khối cho mình nè lên chiến tướng của 47 sao. Sao em? 10 sao nữa, vãi cả lồn. 47. 47. 47 sao. Em từng 10 sao lên chiến tướng. Đập đi rồi sướng sót thì không. iPhone nhá, iPhone kiếm điện thoại. Riêng anh em dùng iPhone nhá. Anh em chỉ cần rơi một lần từ trên cao xuống. Lần sau dùng máy lát luôn, rất khó chịu, dùng iPhone luôn. Anh em nào bị không? Nghĩa là khi mình dùng nó mình rơi từ cao rơi xuống nhiều quá, dùng về sau nó cứ kiểu nó cứ lắc lắc, tay ấy đỉnh. Chứ ngày xưa tôi dùng iPhone rồi mà anh em, tôi dùng iPhone rồi tôi biết đổi sang Android để em thử được. Thế tôi dùng iPhone rồi tôi dùng Android á. 10 seconds. Mà con này Android này chơi game bền mãi đi. Tôi chơi được khoảng độ 4 năm nay rồi. Đúng không nhỉ? Huy sợ ma, iPhone sửa mắc vãi cả lìn. Tôi chơi con này được 4 năm nay rồi. Điếu đơ điếu nhát gì hết. Trừ khi cấm sạc thì lag thôi, còn không được lag. Chơi game bền nữa. Mà cấm sạc điện thoại suốt. Vừa chơi vừa sạc suốt này vẫn đang sạc này. Đi support. Chào mừng đến với Bình Nguyên Vô Tận. Huy sợ ma, điện thoại em ghim 2424 luôn. Đúng không? Aliku Kimu. Lớp ra ta 201. Quân ơn hại. Bốn sao nó chiến tướng vậy kìa. Nhiều thế. Ui, để bé nhau một choáng nhá. Để bé đẹp mình bắn nhau xu của này không choáng. Em mít đặt xuống. Mít đặt xuống em ạ. Đừng có đua vãi của anh. Khi sợ ma, chưa nổ bao giờ, giận phụt khói. Ma thì lâu quá rồi ơi. Our Slayer Lane Tower is under attack. Quét. Our Dragon Lane Tower is under attack. Bắt đầu vẩy cho anh em xem này. Anh Ken dám chơi thì em dám phang anh Ken. The body is just a container. Consciousness lives forever. Điều,
Ủa cái gì đấy? Giang được viêm mạnh nha. Ê bắn sững người đó kìa. Con này nó mất nội tài nha. I don't kill, I execute. Huy sợ ma, sao anh không cầy thuê anh Giang? Anh không mệt lắm, thuê anh nhiều mệt lắm. Có đủ anh kia thuê đời nhưng anh có đủ người đâu. Tôi đánh game nhiều mệt lắm. Anh có like, có không anh, anh có like rồi anh bỏ em. Ngày xưa ông sụp. Cái bịt mạnh, mấy người. Ôi ôi. Mày là gái EP cho nó run thế là bắn trượt thế nhỉ? Ô kìa. An ally has been defeated. An enemy has been defeated. Double kill. Cút. Nó giết mình để nó đổi mạng. Chạy vào lỗ. Nó phải giết bằng lực mình để nó đổi mạng. Một sao 15k ngon vãi cả lỡ ngon mà. Thế thuê ổn ổn mà em. Let the cleansing begin. Anh không kể thuê, không bán hạc, không gì hết. Lai đam mê, lai đúng bị đam mê rồi. Tôi được em ơi. The iron defense line has disappeared. Send in the ballista. Để anh ghê đấy nhở. Huy sợ ma, mõm đam mà có tiền. Cái gì mà đúng với răng còi à? Kéo còn mana đánh kéo rồi. Nó ghi em rồi á, bỏ máy đây anh bỏ kê em. Tốt một đeo phụ. Huy sợ ma, bao giờ đủ sắm cái ô tô anh Giang? Ô thì nhanh thôi. Vác bao tải ra ngân hàng thì nhanh thôi em. Anh cũng chắc thích nước rồi. Em còn nhanh tay lắm anh kia nè. Em còn nhanh tay lắm. Thằng nào khua kêu Our Slayer Lane Tower is under attack. Từ béo ấy. Phải qua đường tìm. Chết kìa. Má lại không tới em ạ. Has been defeated. Đúng rồi. Humans have brought nothing to this world but pride. An ally has been defeated. Our dragon lane tower is under attack. The body is just a container. Consciousness. Ôi địt vào cái đấy thằng Giang đeo kia, tưởng là đàn chết rồi. Huy sợ ma, đây làm nghề này em thành công thì mau rồng. Thành công hay không là phải phụ thuộc vào anh em vũ trụ thành công. Cái nghề làm nhiều vãi đái ra anh em hiểu chưa? An ally has been defeated. Thằng Giang nó bụi đó.
defeated an enemy. A noble union. Nghĩa nó hai thằng thì kiểu một mình có súng bon mà ép từ nãy nó được cái trụ ở dưới đấy cú. Con AD nó cứ me nó mít ít này nó phá mít. Quỳ sợ ma, bây giờ người này thì tràn lan. Our dragon lane tower is under attack. Thế mà đeo trứng kìa. Ảo thật đấy. Dragon and Slayer have the enemies have spawned. An enemy has been defeated. An ally has been defeated. An ally has been defeated. Your tower has been destroyed. Your team has destroyed a tower. Attack! Sắp giao tranh. Ít thật. Nhiều ký tốt rồi. Ít quá. Thôi ít. Let the cleansing begin. Chị bơi làm nhiều lắm. Em hiểu tiền rồi. Lúc đéo nó ký vậy rồi. Em cắm mắt nghĩ đầy kìa. An enemy has been defeated. Thế thì nó phải ulti đam to thế nhở? Has been defeated. Consciousness lives forever. Oh. Đẩy lính đi ra mà. Anh ra lính đi, anh ra dòng đi. Chúng tôi chưa lấy con gì lấy được rồi. Mẹ một cái nút đây. Watch out! Dark Slayer has been summoned. Sakuraori. Mít kìa, lại bỏ mít. Our middle lane tower is under attack. Huy sợ ma, thầy giáo ẹt lai cũng mấy năm rồi giờ thì nổi tiếng luôn. Thời gian ép luôn rồi, thời gian ép cái xưa nhá, 5 triệu tháng. Ngày xưa anh cũng công ty thời ép mà. Thế thời công ty thời ép chuẩn bị phá sản đấy. Humans have brought nothing to this world. Ui giời ơi, vuốt đúng mẹ rồi. Vuốt như thức đấu mà bắn trượt thì vuốt như thích đấu, vuốt như thích đấu nhưng vuốt tội trượt. Mất đen. Vuốt như thích đấu nhưng vuốt tội trượt. Huy sợ ma, bây giờ lương tháng chắc cũng nhiều. Bây giờ sở chim mơ không có lương cứng nữa. Tất cả các sở chim mơ giờ lại không có lương. Mẹ thêm bình dương này, tôi đam to quá. Tất cả các sinh mưu rời bay hay lưu nhưng mà chỉ có ăn từng quả cáo thôi. Cái địch phải bắt nổ đàm chứ. Huy sợ ma, chứ nhận tiền từ đâu anh quảng cáo à? Nhận tiền từ quảng cáo em ạ. Bây giờ không có lưu cứng nữa mà. Đang tới. Ngày xưa có đơn cứng bây giờ không còn. Bây giờ là không còn view tôi mới nói chuyện với anh em ấy. Cần có này chúng ta sẽ nhìn nó rồi. One
Trong bụi đông lắm Nhật ạ. Huy sợ ma, sao kỳ vậy nhỉ? Đang chết. Lên lên đánh chết em ơi. Sao kỳ vậy nhỉ? Là do cái đợt Covid đó. Là do cái đợt bùng dịch Covid nó bị ấy quá. Huy sợ ma, có em xem thôi, cây 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 cây. Sao ra nổi tiếng thì chơi sao? Làm gì anh kêu như vậy đâu. Anh em thấy tôi kêu lắm mà anh em. Tôi kêu với tôi anh em thấy tôi kêu lắm mà. Thằng Leo chết được rồi. Má, đứng 3 phát này tôi chết không biết. Your team has destroyed a tower. An enemy has been defeated. Drop that. Nào. Anh em hết mù mắt chưa? Bắn nó đẳng cấp ngay. Này này cho anh. Anh Ken mang game đi, game chiến tướng đúng không? Ừ. Anh Ken mang game đi. Mai tôi phải đi làm. Chính ra mai tôi phải đi làm không? Liệu anh Ken thích đấu một không? Qua 48 sao rồi. Nhưng mà cái trận 49 dễ gãy lắm. Đỉnh đấy. Chơi game cứ gãy trận 49 này. Huy sợ ma. Kiêu gì có ai quan tâm đâu, vui thì chơi đàng hoàng, buồn thì mượn bùa xanh xài. Chẳng nữa để buồn chín sao thôi đi ngủ. Không, thế là đéo được, cái Ken làm thế là không 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 đúng người lắm anh Ken. Thôi đã chơi lên lên chiến tướng luôn đi. Thằng Nhật mấy game nữa? 6 game, Nhật 6 game luôn. Ta. Anh chết mẹ đâu đấy. Chết mẹ ngủ lập không mọi người quên. Tôi đau dày, tôi hay bị ngủ gập và tôi rất bị đau dày phải nãy ngủ gập bụng. Sai lầm, quá là sai lầm. Your team's turn to ban. À ra mà đi đeo xu thì đúng thần đồng đeo luôn đã. Ken là chọn chưa? Nhật 3 game, anh Ken 2 game. Chọn này rồi. Anh Ken 3 game chứ. Đâu, anh 2 game, game này game nữa là được. Anh 48 sao rồi mà. Đến thách đấu luôn đi. Ôi chú mách tỏ đi ngủ. Cún. Cái ông con mẹ kia đánh kia thật. Có phải cái ông con mẹ chơi game này. Đúng rồi, nay không có thông báo. Đúng rồi, nay không có thông báo. Bị bóp mà. Thường là chim mà mình. Nói chung là lâu lâu vẫn bị bóp. Kênh nào cũng thế. Bóp nhiều hay bóp ít thôi. Bóp thì vẫn đi mid đi hay đi support thằng Giang cho. Đi mid đi. Không, để cún đi support cho. Đừng đừng cún đi support anh. Đi mid, cún đi mid đừng, đi anh. Cún đừng đừng cún đừng. Cái này không ngon. Chỉ có cún đi support nha em chơi như này thôi. À Nick em thông báo chat chấm than notify được nhá. Chấm than notify. Thôi. Chấm than notify là lệnh để bật thông báo đó. Cũng cái mày cáp đừng đánh đánh cái mày cáp đừng hay. Đi sợ ma, hai đứa phần cứng tím nhờ. Đâu, ok, để tên là nick là Come chứ. Thì nãy giờ mình cứ đọc tên là con mẹ. Người ta để tên là Come, mình đéo hiểu mình nhìn cái đéo gì sao con mẹ. Sầu đời luôn. 10 seconds remaining. Sầu đời luôn.
Chào mừng đến với Bình Nguyên Vô Tận. Nào cút ngay thằng Giang. Ôi gió án mới này kem, bây giờ gió án mới đánh nó mạnh cực. Gió án mới mạnh kem. Đuối kem sẽ nhìn cái nèm ạ. Đuối kem sẽ nhìn cái nèm ạ. Chấp anh kem đi một bước rồi mà. Ôi cái này. Ui trời mẹ đầu được. Nế luôn. Ôi cái bên không có người mới về à? Ui. Chơi game 40 năm nay rồi. Cái bên không có người mới về nhá. Này, nhìn chả đâu. À có. Đó có nhá. Tí ra cái mới về nhá, cho nó sự tò mò tí nhá. Cứ nhìn phèn quá nhá. Huy sợ ma. Kêu like thêm TikTok, đi bên đây bị bóp thì vẫn còn bên kia. Thì đó mình ở like. Này này, chưa tắt. Like tắt bây giờ nó không giống như ngày xưa đâu. TikTok bây giờ like mình phải đi lên phòng cho bóp công tác không? Bóp kiểu luôn. Dragon has been defeated. Không phải sợ đâu, cú nó chưa được. Hai em bên khu này. Our Slayer Lane Tower is under attack. Không chơi được mà. Tiếp vào luôn em ơi, vào luôn. Anh đã đi đến nơi rồi. Huy sợ ma, Nick clone vô tim chia sẻ có sao không anh? Bị đây em. Nick clone vào xem live thì không vấn đề gì đâu, nhưng mà Nick clone vào xe nhiều quá mình sợ ba. Hết mẹ bạn nào. Nick clone cũng hoạt động nhiều em này đâu. Nick hoạt động nhiều mình vô mình xe mình tương tác nó vẫn như tí hơn là Nick không hoạt động nhiều. The iron defense line has disappeared. Send in the ballista. Chinese chorus.
Ê, cú đó. Ồ, cú chạy đi. Nhanh không được. Đánh luôn em ơi. Ai thì yếu rồi đấy anh Nhật ơi. Clip yếu lắm rồi đó. Your team has destroyed a tower. Onslaught. Your team has destroyed a tower. Double kill. Ah, yeah, yeah, I'm good. Kodomo no omamago to tsunai yo. Dragon has been defeated. Em biết đi chứ còn chưa phục phàm luôn. Your team has destroyed a tower. Tấn công được. Em mua được kẹt em nhanh chóng nhanh. Thầy chưa bắt mất đồng tin rồi, ở trong đánh em, thầy chưa bắt mất đồng tin, nó bổ anh rồi mà. Cái chiếc kia bay chết mẹ rồi. Ôi, cứu em. Em bộ người như vậy đó. Cái chữ đấy, buồn cười nhở. Em phải nhận, em phải nhận. Đấy mùi máu để đợi mùi máu đó. Bạn muốn đến nếu bắn thua thì hẹn. Cứu anh đủ. Đấu chết được đi mẹ này, nó công thủ toàn diện vô chết mẹ. Thì sợ ma, có cái ứng dụng gì mà on nhiều nick trên một nền tảng được ấy. Tập này mình cứ cùng người máu đi thôi nhỉ. Bắn cái hút máu. Đang đép và đép luôn thôi mà nó không thở được. Nó cũng hù với mẹ luôn. Our Dragon Lane Tower is under attack. Bay đã. Em thì anh không nghĩ thử được. Yếu nhá em về đây. An ally has been defeated. An ally has been defeated. You have defeated an enemy. Dominated. Double kill. Quỳ sợ ma, lần đầu thấy chơi S hay nè. Ô, anh DAD hay mà, chính là cái men của anh ngày xưa ở DAD. Xong anh thì quên livestream mở ra đêm đi sang bình thường đi. Ngày xưa đi đánh giải. Ngày xưa đi em thức đấu với Lucky Boy cũng toàn đi ra đi. Dark Slayer has been summoned. Your team has destroyed a tower. Your team has destroyed a tower. An ally has been defeated. Legendary. Your team has destroyed a tower. Your team has destroyed a tower. Nó bởi ra 9 tiền luôn, vì sao khủng khiếp.
sang bên này vào đa phố nữa. Holy Dragon has been defeated. Bảo vệ đồng minh Shuka. An ally has been defeated. Đã đánh cáp chiến thuật trụ. Làm thêm nữa cho anh Ken lên chiến tướng nha. Đi siêu chắc tay. Ba 37% đam sợ thật. 37% đam đó. Em Huy sợ ma, xíu vào tìm video của anh qua giờ làm biến quá, mặt xíu cười lộn ruột. Video này của anh luôn bất đề xuất. Ngày trước làm video đề xuất nhiều mà toàn 100.000 đến 200.000 view. Tháng trước, có cả là tháng trước làm còn 100.000 đến 200.000 view. Có một cái là 1.000.000 view. Toàn mấy 400-500.000 view, xong bây giờ làm mất mẽ đề xuất. Your team's turn to ban. Cay ơi là cay. Đấy, kiếm tiền là kiếm tiền từ video ấy đấy. Video ấy, video ra tiền á. Chứ còn like này có cái bình phụ. Giúp ai ra kìa. Like này có đề xuất. À ra mà đi với kìa. À ra mà đi với con gì mạnh Huy sợ kìa. Ma video nhiều view thật. Tè cặp cái đi. Cặp ai ra đi với cặp mạnh. Đi phải video sang trước cơ, video bây giờ không, không nhiều. Ra đi với cặp mạnh. Như mày á. Nhưng bán cặp đánh cho anh Ken được chiến tướng đi. Ủa, bộc phá là biết mặt đấy. Huy sợ ma, làm highlight đấy. Video đấy là video anh đi lấy của người khác để anh đăng chứ đủ. Phải video của anh đéo đâu. Cáp kìa, chọn cáp kìa. Đấy là video ngày xưa anh đi lấy video của người khác để đăng đó. Tướng kìa. Biết rồi, khổ quá. Ma của cáp điền rụt đứng lại đâu. Huy sợ ma, có mấy pha highlight trên live đẹp vãi cả lìn. Anh lười cắt video ấy. Video khi mà muốn cắt ra để mà làm cho có nhiều người xem ấy, mình phải edit thật hay thì mới có nhiều người xem, chứ mình edit bình thường không có view đâu. Tổng vãi điền Ken hút từ Lào ạ. Đi với cáp Huy sợ ma, lấy video của người khác không ăn bản quyền à? Ăn bản quyền, khi bị bản quyền chỉ có mình lấy video của Facebook. Với Facebook mình đăng với nhau bản quyền. Nghĩa là video của Facebook á, là video của người ta tự làm. Xong người ta đánh bản quyền mình thì mình bị dính thôi. Chứ còn mình lấy video của một người khác mình đăng không vấn đề gì đâu. Anh lấy video, anh còn lấy video của Facebook về đâu. Anh còn lấy video trên TikTok về đăng. 10 seconds remaining. Lâu lâu lấy video trên Douyin ấy cũng hạn được, nhưng mà Douyin nó hay dính của mấy thằng Trung Quốc, mấy thằng trục tàu làm anh em xem em đã biết được gì.
Huy sợ ma, TikTok dễ không bị bản quyền. Mình né được cái bản quyền đấy rồi, mình lại dính bản quyền nhạc rồi chứ. Đấy. Nó phức hợp, nó phức tạp lắm, bên Facebook làm phức tạp. Nó không đơn giản như em nghĩ đâu. Chào mừng đến với Bình Nguyên Vô Tận. Của anh em là thích đấu. Nghiêm tâm tập thích anh em. Chưa biết thằng Joe này là đẹp thằng Joe luôn này. Cần đầu game mình như kiểu bóng khác. Không cầm kim được, không bột phá thì không bột phá được. Đầu game đẹp dùng dễ mà. Tôi tap đầu game đẹp dùng dễ luôn. Trên đường mà phật thôi. Trên đường mà phật thôi em. Thì cố tỉa nó càng nhiều, về sau đam nó càng yếu. Ôi con mẹ này, tôi sẽ phút ghê vậy. Phải đéo ra mà ra bắn chết mẹ đi. Cứ thằng này thì như tụi bao cát không mà. Em cứ lên đi, má mấy thằng này để tôi. Dám đi đánh kìa, dám đi đánh kìa, dám đi đánh kìa. Đi đánh cái đuôi, đuôi dám đi đánh, anh ép rồi, em rồi. Nhiên cáp này bốn thằng xem còn hai kiếm máu khay đây, hai kia là hai thằng địch xuất, nó lướt ra nó xem lại lướt đi á. Ủa, ba thằng anh em, hai thằng này tụt cân rồi, ba thằng này tụt chết đấy. Anh em cứu tôi gọi anh em nghe thấy tôi không? Our Dragon Lane Tower is under attack. Yeah. Em bảo là anh em cứu em. Ba thằng xuống đùa thì đỡ thế nào được. Rồi farm tốt thật đấy, nó farm lại tiền bình rồi đó. Đây em ơi, đây em ơi, đây em ơi, đây em ơi, đây. Hợp luôn. Our middle lane tower is under attack. Shut down. Đến thẳng luôn em một đường nha. Huy sợ ma, em xem từ đầu tới giờ 3 tiếng rưỡi vãi cả lìn thật. Đùa em. Đùa bỏ mẹ nha. Cái gì, gì sâu vậy? Điều chết anh em ạ. Cần hỗ trợ. Bây giờ mày. Ủa mày không muốn nữa. Ủa mày nó mệt thích mày. Không rút được, sâu quá không rút được. Không thể rút được nữa. Đem một luôn nha. The iron defense line has disappeared. Send in the ballista. Này nó như tưởng bao khác này. Ủa em đéo làm gì được. Lực thằng kiếm xong rồi bọn này khóc ngay. Cần hỗ trợ. Hello anh Tình Lê nhá. Đây hỏi anh Tình Lê là hỏi. Mua lại chim rồi. Rút lui. Our Slayer Lane Tower is under attack. Huy sợ ma,
Muốn trong sáng đọc câu đó cũng không trong sáng nổi. Chỉ có ghi trong túi thì anh đọc câu đó trong sáng mà. Anh đọc quá trong sáng rồi thì đấy. Câu đấy đơn giản chỉ là dừng vào sâu quá rút ra không kịp thôi. Nó chỉ là thế thôi. Thử nha, băng thử ra, băng thử ra, cứu lên. Đứng đi có không? Này, đứng vào là anh em phẫu. Từ từ nha, bắt nó xuống, bắt nó xuống, bắt nó xuống này. Bắt nó xuống. Cơ là này, không may. Gặp thằng nào đứng tới giờ này. Cùng chung châu vậy. Em tưởng em bắn chết thằng thời gian được á. Cái lồn má nó, cái gì sao bằng chi này. Chú bắn chết của em chết này. Huy sợ ma, lúc trước em trong sáng lắm đấy. Vẫn còn nguồn tì, chúng mày vào sâu vậy, đánh vừa thôi, vào sâu vừa thôi. Our middle lane tower is under attack. Mất sao mẹ chủ. Rồi đấy chú rồi. Cái mày thắng tiên nó đớp thắng được. Bị mình kèm luôn. Đánh tàn bao phận vào trụ nó. Huy sợ ma, từ khi xem anh vô box chat đen tui tới giờ. Mày đừng lấy like rồi. Kèm chả thằng nào băng chủ mầm mầm. Đem xanh mà anh kèm. Xanh, mày xanh mặt thằng AD nó. Ui thằng AD ra đây. Xuân kì uốn. Xuân kì uốn. Cái lột mẹ nó xấy một phát đi luôn dân lính kìa. Mẹ nó có em đéo chạy được. Giá thì hết chói là sống rồi. Nhầy, hậu lồn. Nghe mùi game này. Không gãy được. Ôi dồi. Mình win game được game này. Thằng nào bắt được em đâu game này à? Áp sát chả có. Mẹ đi hả mẹ? Huy sợ ma. Off điện thoại này hết pin rồi 3 tiếng mấy rồi. Ok em nha. Game này sống cùng lầu rồi. Game này không cần là áp sát được em. Em bảo mà lết game ra. Lết game ra cho đầu em thì đúng chắc đấu luôn. Không phải là người 19 đâu, game này 50 chắc luôn. Em nói rồi. Tự nhiên là game khó vai luôn. Đáng sảnh. Không thể thua được. Tàn bằng chủ ốc. Không thể thua được. Huy sợ ma, ai à giờ ít đây chơi thả cũng không ai chơi. Từ từ. Hay không? Chạy được không? Bắn kia nếu chạy được. Cứ bật chưa? Kìa, phải lồn nó đọc chậm kéo chạy. Lâu rồi, mà anh sẽ đào sạch rồi đó. Ok, anh sẽ đào sạch rồi đó. Thật dù chết nha. Gì nói quấn. Ui dồi ôi, đoạn sẽ tao ăn mất tiêu. Em bảo anh Ken nhưng mày không tỉnh gãy được. Em chơi hát anh Ken xem. Rơi đất đi, sợ rồi. Tao cổ mà tao đang rơi đất. Chụp như thế đéo lấy. Lấy con đầu trước lời hơn đam chi co luôn. Con phát cho nó chắc chắn. Xíu. Bây giờ lên lấy cái chung em. Anh chạy vào sạch. Trước thằng này chắc hai liên. Thằng
này như bóc khác luôn, đúng như bóc khác, này đúng như bóc khác luôn. Này dồn thêm mũi kia dồn bắn ngon quá. Cái lồn mà. À có chút được. Thằng dồn mà đéo được mũi nhá, hai kia bốc cứt luôn. The enemy Dark Slayer has been summoned. Nó trông kỳ quá. Có đứa con đẹp à? Ủa vãi lùn Nhật nó cao rồi. Chịu rồi. Nhật chơi game bình nhá Nhật. Chạy được. Our base tower is under attack. Ai còn đấy đuổi nhau đéo rồi ta chết. Má ơi mà má muốn tao đi không nhỏ mà từ ai từ anh đây thì nó tao lấy này thì qua đi còn mãi đi má luôn vào kìa. Chúng ta trụ được, anh kèm thấp hơn. Our base tower is under chúng ta được chứ. Hôm nay nó như liều. Ui dồi ôi, lên qua đây. Chuột. Nhảy đầu A ơi kìa. Nhảy đầu A. Nhảy đầu A ơi nhà quật. Anh nghiêm túc gãy mất trận của anh kèm. Má cái lời vườn danh 49 thì đến dễ lắm kìa. Ui, lồn anh kèm đã anh ghê vậy. Tôi thấy mất vọng rồi nhé. Thế mà mai úm. Mai thấy người nó mệt mệt mà. Thế nghi nghi rồi. Thôi gái anh Ken đến đây mà úm không gái người Ken. Anh Ken nó bắt đầu đi chưa? Nó bắt đầu đi chưa? Mất chức mẹ rồi mất cái gì nữa. Nó bắt đầu đi rồi. Không kìa anh đâu. Win luôn em ơi. Win luôn, win luôn, win luôn. Đây nè. Win luôn đây nè, đây nè. Nhít em, nhít em, nhít em, nhít em. Win luôn, win. Win luôn, win luôn. Win luôn, đúng hai phát mà. Anh làm chậm quá chịu mấy lồn. Mai phải lấy cái quân trội ra. Hai Nhật. Rồi thằng zombie đấy. Nhật chung nào cạo kinh quá luôn. Nó lâu lâu quá nha mày. Lâu quá Nhật lại lâu đấy. Nó vẫn không thi rồi đúng không? Lâu không thi rồi mà Nhật. Đây này, ép đi, ép đi, ép đi. Được, mà con lầu nó mua được chạy được luôn. Đau mà, nó muốn đau cực luôn. Giết thằng nào mà quý. Để cứu anh đủ mà. Rút lui. An ally has been defeated. Fire! Bỏ nhanh, tại sao biết? Sợ cung bắn nó lại rồi. Này không biết rồi. Ai đâu mà đấy? Con này con nào nhìn đồ kia trâu ấy luôn luôn. Dùng lâu rồi, ôi xong rồi. Ôi cái lồn má. Điện này kêu ghê vậy. Mẹ bất mẹ giọng rồi. Bất giọng bất tiêu rồi.
Ôi thằng Giang đi lẻ anh Giang. Đây chưa được anh, chưa được anh, chưa được anh, chưa được anh. Sao rồi? Có ý đồ cả anh em, ý đồ em cả. Infinite Slayer has appeared. Giờ lính giáo nào định limit cao nhiều nhiều hàng này. Dọn lính đường giữa, bảo vệ trụ. Em này, em này, em này. Ép thôi. Quy để cho em này chứng cứu, em tóc nữa. Infinite Slayer is pushing. Your team has destroyed a tower. Zulun. Ê, có cái công lông nhỉ? Có kia nữa không? Em kia. Lột mẹ sao em có đến trâu vãi lột đấy. À, có ra lên đầu rồi sao? Trâu vãi. Cứ như thế mình trâu bất thường như thế, cứ như thế khỏi bất thường như thế. Chứ không có lý do gì. Quẩy luôn em. Ui, 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 ui. Bắt được chưa? Bắt được chưa? Đi nào lấy chút 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 em. Có gì nhất đẹp nhớ. Ôi, nghỉ. Không thể là tất cả. Mà làm của anh chữ bởi cho uy tín.